Rồi. Thôi chúng ta học trên cái màn hình này là chính nhá. Còn nếu tôi muốn chuyển sang cái màn hình khác thì tôi sẽ phải sharing lại cái màn hình đó thì mới được cơ. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Hôm trước là chúng ta học bắt đầu cơ sở toán tìm kiếm. Đây là bài hôm trước. Và đây là những cái toán tìm kiếm đầu tiên. Để chúng ta nhắc lại một chút nhé. Thì hôm trước chúng ta học cái bài cái bài đầu tiên đơn giản nhất là cái bài tìm kiếm tuần tự. Đó. Tìm kiếm tuần tự, tôi thoáng sóc này ra cho nó khỏi phí nhé. Đây, thì hôm trước tôi học về cái thuật toán tìm kiếm tuần tự. Cái bài toán này chúng ta làm là như sau, là cho trước một cái dãy nhé, cho một cái dãy hay là một cái mảng đúng không, cái mảng A bất kỳ và phần tử và phần tử k bất kỳ và cái số k thì cần tìm gì? Cần tìm một phần tử của A mà có giá trị là bằng k đó. Nếu thấy thì trả lại giá trị đó nhé, còn nếu không thấy thì trả lại là -1 đấy nhé, nếu mà tìm thấy nhé, tìm thấy thì trả về cái chỉ số của giá trị đó, của phần tử đó. Còn nếu không thấy thấy thì trả về -1. Thì đây là một cái bài toán cụ thể thôi. Đấy. Thì một số những cái tài liệu khác thì họ sẽ viết là cái thay, có thể thay cái -1 bằng cái số khác, ví dụ như là nun chẳng hạn. Nun nhé. Tức là không tìm thấy thì trả lại là nun. Thì ở trong cái ngữ lập trình mà Python thì nun nó chính là cái giá trị là nan nhé, nan. Chúng ta chú ý. Đó, chú ý đến cái đó nhé. Thì cái bài hôm trước tôi đã làm rồi, và tôi nhắc lại một chút thôi. Và để chúng ta nhấn mạnh cái này thôi. Nhé. Hôm trước tôi đã nhắc lại rồi là cái thuật toán có cái chúng ta mô tả một cái bài toán nó có tên là linear search. Thì tôi sẽ dùng luôn cái bài trên Python luôn nhé. Đây chúng ta viết toán như này, def này nhé. Linear này. Search A nhé. Đầu vào dãy A và cái số K chúng ta cần tìm. Đó. Thì tôi mô tả luôn bằng Python nhé. Đó. Thì như sau, rất đơn giản là gì? Chúng ta ví dụ chúng ta viết là n bằng len của a và chúng ta dùng một lệnh lặp thôi, for i in range n dọc theo các chỉ số của a, đúng không nào? Đó, và ta cho kiểm tra nếu mà a i mà bằng k thì chúng ta trả về, chúng ta return i. Đó. Còn nếu mà chạy suốt cả cái dãy A không nhìn thấy thì chúng ta return là -1. Thì đây chính là cái thuật toán của chúng ta. Nó rất là đơn giản. Thì tôi biết đây là 1, trên đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5 và đây là 6. Đó. Thì nếu mà bài toán của chúng ta mà yêu cầu là trả về nun ấy thì ở đây chúng ta sẽ không để -1 mà chúng ta sẽ viết là nun ở đây. Thì chúng ta có thể thay cái này bằng nan, thay cái -1 bằng nan cũng được. Đó. Tôi đóng cái này lại cho mọi người phải thì đây là thuật toán tìm kiếm đơn giản nhất.
Và cái thuật toán này thì người ta với đơn giản nhất, và nó đơn giản nhất, chúng ta chỉ duyệt từ đầu đến cuối, duyệt tất cả từ đầu đến cuối ở trên cái miền của cái vùng dữ liệu của chúng ta. Cho nên người ta gọi cái thuật toán này là thuật toán đơn giản nhất, người ta gọi là thuật toán trâu bò. Thì nằm cái nằm thuật toán này, nó gọi chung nó gọi chung là các cái thuật toán tự nhiên, các cái thuật toán tự nhiên hay nó gọi là trâu bò nhé. Tiếng Anh nó gọi là brute force. Đấy, anh nhớ cái từ này là cái từ mà force. Đấy, thì nó là thuật toán trâu bò nhé. Thì thuật toán trâu bò là cái gì? Nôm na là cái thuật toán tự nhiên mà ai cũng có thể là nghĩ ra được. Nó rất đơn giản. Đối với cái mảng một chiều thì nó là một cái vòng lặp từ đầu đến cuối thôi. Và kiểm tra nếu từ đó mà thỏa mãn điều kiện thì chúng ta trả về cái phần thử đó. Còn nếu không trả về năn hoặc là trả về chiều một. Đấy. Thì cái bài toán trâu bò này có rất nhiều bài toán khác nhau. Tôi lấy ví dụ một ví dụ các thuật toán trâu bò nhé. Ví dụ tôi lấy đơn giản thì ví dụ như là nếu mà chúng ta mà duyệt ở trên cái một cái ma trận cho cái ma trận A là kích thước m nhân n. Đấy. Yêu cầu là tìm ra một cái chỉ số cho trước số k, cho trước cái số k, bây giờ cần tìm tìm cái phần tử tại cái chỉ số là EG sao cho là AIG bằng k. Đấy. Đúng không? Còn ngược lại thì trả về trừ một thôi, hoặc là thì phần tử thì trả về cái y và g. Còn nếu không thì trả về là năn, là nun đấy. Tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Đó. Thì đối với cái bài toán mà ma trận ấy thì toán đi của nó là ta duyệt tất cả thôi. Thì nó gồm có hai vòng lặp như sau, vì tôi mô tả luôn các bạn đấy nhá. Thì tôi ví dụ luôn cái bài bài này và tôi sẽ làm luôn cái đoạn chương trình nhé. Đây, ví dụ là df, đây là cho mảng hai chiều chứ không phải là list of list, chứ không phải là mảng một chiều. Đây, tôi cũng gọi nó là linear search như thế thôi, nhưng mà nó khác, đặc biệt là a của chúng ta nó là kích nó là a chúng ta không phải là cái mảng một chiều mà là cái mảng hai chiều nhé. Đấy. Tôi biết chắc chắn nó là kích thước của nó là m nhân n rồi. Thôi tôi vẫn tính luôn nhé. Đây này, ta có này m là chính là bằng len của a, đúng không nào? Len của a, còn n là chiều dài của một cái hàng, nó chính là bằng len của a0. Đấy. A0 như này. Và chúng ta sẽ tìm kiếm này. Thì cái thuật toán gọi là tự nhiên trâu bò là chúng ta duyệt trên tất cả các phần tử của A. Thì chúng ta làm như sau. Nó gồm có hai vòng lặp lồng nhau. For i in range m. Đấy. Xong hai chấm xuống là bên trong là for g in range n. Đấy. Và chúng ta kiểm tra nếu if chúng ta phải thụt vào nhé, ý là thụt vào, tôi không được, tôi sẽ thụt vào cho các bạn thấy rõ nhé. Xóa đi này. Đấy. If này a này y g mà bằng k đấy, thì return return y phải gì chúng ta cho vào cái ngoặc tròn này, nghĩa là nó là cho trả về một cái tuple hay là không cần thiết, chúng ta có thể không cần thiết, không cần, xin lỗi, không cần đâu nhé, xin lỗi các bạn, xóa đi. À, đây. Hoàn toàn không cần để trong giống hoặc tự động máy hiểu thôi, ta với lại y phải gì là máy hiểu nhé. Thân y gì là hiểu là một cái cặp, một cái tuple y và gì rồi. Còn ở đây chúng ta nếu không thấy chúng ta đây là return để cho nó chắc chắn đấy. Thì như vậy là nếu mà tìm thấy thì trả về là y phẩy g là một cặp y g, còn không thấy
thì trả về là một cặp là 5 năn hoặc trừ 1 trừ 1, chúng ta dùng điện được. Tôi viết là 5 năn nhé, năn năn năn. Chữ năn này là viết hoa nhé, chú ý nhé. Thì đây là một cái đoạn chương trình mà mô tả cái tính toán tự nhiên duyệt trên một cái duyệt trên một cái ma trận. Nó vẫn là thuật toán châu bò. Châu bò. Đấy, thì còn rất nhiều bài toán châu bò khác nhau. Thì hôm trước tôi cho các bạn một list các cái bài toán châu bò đấy, thì chúng ta cùng nhau xem lại một vài bài toán châu bò nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau giải một vài bài thôi. Và để chuyển nhanh sang cái phần tiếp theo nhé. Thì như vậy là châu bò là cái gì? Toán châu bò là toán mà nó gọi là toán rất tự nhiên, đơn giản, dễ hiểu mà ai cũng có thể làm được. Chúng ta chú ý nhé. Những người mà không cần học về thuật toán vẫn làm được vì nó rất đơn giản, chỉ cần biết lập trình là làm được thôi. Đó, thế như vậy thì thông thường các thuật toán châu bò là những thuật toán mà nó thường là đơn giản, dễ hiểu nhưng mà nó không hiệu quả. Đấy, như vậy nên chúng ta mà dùng toán châu bò mà đi thi thì bao giờ cũng bị không được điểm cao. Nhưng cái bù lại của nó là nó lại đơn giản, dễ hiểu. Bạn chú ý nhé. Đó. Thì cái này là rất nhiều người là biết chưa đề rồi, nhưng mà tôi nhắc lại một chút là không phải là cái châu bò là toán châu bò là không phải không hay đâu. Thực tế khi chúng ta làm việc ở bên ngoài đời, chúng ta làm trong cuộc sống, chúng ta làm các ứng dụng tinh học khác nhau thì không phải bao giờ cũng dùng thuật toán nghiêm chỉnh đâu, mà thông thường chúng ta dùng thuật toán châu bò là chính. Đấy. Trừ khi chúng ta tìm ra thuật toán hay thì đã đành rồi. Còn nói chung khi bắt đầu làm bài toán thì bắt đầu tiên là phải nghĩ đến cách làm châu bò đã để giải được bài toán đã nhé. Thì tôi xin có một vài ví dụ chúng ta cùng làm nhé. Đây tôi lấy một vài ví dụ khác nhé. Rất đơn giản thôi. Đây là một số ví dụ là giải bằng châu bò. Hay là giải bằng tự nhiên. Đấy. Khi mà đi thi ấy, cái này các bạn có thể nhắc cái học sinh khi thi học sinh giỏi. Thì nếu mà em đó mà không tìm ra được cái lời giải hay ấy, thuật toán hay, thì em nó cứ làm bằng châu bò đã thì cũng được một ít điểm. Làm châu bò thường nó sẽ được một vài cái test ban đầu thôi, còn test sâu hơn là không làm được. Thì như vậy vẫn là một phán tốt chứ không phải là không nhé. Tôi xin liệt kê ra một vài cái bài toán châu bò ví dụ nhé. Bài toán 1 này đơn giản nhé, là cho trước cho cái dãy số A, hãy tính tổng các số của A. Bài này thì đơn giản rồi đúng không nào? Nếu mà chúng ta không cần biết cái hàm sum của Python, chúng ta dùng tính tổng như là bình thường. Tôi mô tả các bạn cái thuật toán của nó nhé. Đây là như sau thôi. Là đây ví dụ như là ta viết là s bằng 0 này, xong nó là for x in A này, thì là s bằng s cộng x gì đấy. Và chúng ta return s. Thì đây chính là cái thuật toán đơn giản để tính tổng số của A đấy. Hay làm cái bài khác, bài số 2 là cho một dãy a hãy đếm các số chẵn của a đấy. Thì các bài này cũng là bài rất đơn giản, làm một thuật toán châu bò thôi chứ đơn giản. Ví dụ như này, chúng ta dùng biến c là biến đếm đi, biến c đặt bằng 0 này, xong for x in a, đây tôi viết là hai chấm ở đây nhé, thật là đây là cứ viết này là hai chấm này if x mà số chẵn tức là x gì mà chia cho 2 mà bằng 0 đấy, thì chúng ta sẽ tăng biến đếm lên một đơn vị c bằng c cộng 1 đấy. Và sau lệnh này chúng ta sẽ return c. Thì đây là thuật toán thôi, mô tả một dạng thuật toán chứ không phải chương trình cụ thể, nhưng mà nó cũng một thuật toán bằng lệnh của Python. Thì là cái thuật toán mà tính đếm các số chẵn của A, cho x chạy dọc trên A và kiểm tra nếu x chết cho 2 thì ta cộng c lên một đơn vị, đúng không? Thì những bài như này là bài rất là dễ, bài không có gì khó, không có gì khó cả. Cho nên tất cả những cái bài nào, nói chung là tất cả các bài toán tin học đều có thể giải bằng thuật toán châu bò, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái bài khó một chút này. Đây khó một chút nhưng vẫn là dùng châu bò thôi. Ta bài số 3 nhé. Bài số 3 như sau, là cho trước dãy số A bất kỳ nhé, và số K, hãy tìm
tìm một cặp hai số hai số hai phần tử của a, hai phần tử của a tại các chỉ số, tại chỉ số y phẩy g với y nhỏ hơn g, sao cho là a y cộng với a g bằng k. Đấy. Thì cái bài này là cái bài này có tên là bài tổng hai số, một cái bài toán mà đơn giản nhưng rất là nổi tiếng nhé. Bài này tôi ký hiệu bài này đặt tên là bài là bài tổng hai số hay bài hai số. Cái bài này là bài hai số, nó gọi là thu tổng hai số, thu sum. Đấy. Một cái bài toán rất là nổi tiếng, rất đơn giản thôi. Đấy. Thì bài này chúng ta làm bài này sau này chúng ta học thêm những cái cách làm cho nó hay hơn, nhưng trước mắt chúng ta làm cách châu bò đã đúng không? Đây sau đây là lời giải châu bò này, lời giải tự nhiên này. Chúng ta duyệt làm thành hai vòng for lọc, hai vòng lọc thôi, có gì đâu nhé. Tôi mô tả các bạn cái bài này nhé. Đây tôi mô tả bằng tôi đã mô tả bằng Python này, def này, tôi ký hiệu là to sum này, a này, k nhé. Tức là tìm trong a sẽ có hai phần tử ở hai vị trí khác nhau, hai chỉ số khác nhau mà tổng của nó bằng k. Đấy. Chúng ta làm đơn giản như sau. Chúng ta đặt là n bằng len của a. Đây, tôi ký hiệu trên đây nhé, len của a. Đấy. Sau chúng ta hai vòng lọc thôi, for i in range nhé. Y chạy từ 0 cho đến n trừ 1, cho n trừ 2 thôi, n trừ 1 nhé. Vì tìm hai số là EG mà EG nó vẫn là EG phải khác nhau, EG phải khác nhau. Cho nên là for i in range n trừ 1 xong 2 chấm xong xuống dòng là for g in range từ i cộng 1 đấy đến n, bảo đảm là EG rồi đó. I là phải nhỏ hơn g. Đấy. Chứ là y chạy từ 0 đến n trừ 2, còn g chạy từ y cộng 1 đến n trừ 1 đến cuối của dãy đấy. Thì ta kiểm tra if a y cộng với a g mà bằng k thì chúng ta trả về hai phần tử đó thôi, chúng ta return hoặc return hai phần tử đó, chúng ta return là a y đi, a y phẩy a g. Đấy. Còn nếu ra đây không đâu thì chúng ta sẽ return none thôi, return none. Đấy, hai cái này cho nó dễ nhé, hai cái này. Đấy. Nhưng mà đây chỉ là thật, đây chỉ là một cái bài toán lời giải tự nhiên đơn giản dễ hiểu của bài toán là tổng hai số. Đấy. Cái này là chúng ta thấy ngay như bài này, dòng này là đây là một này, đây là hai, chúng ta phân tích một tí nhé, hai này, đây là ba này, đây là bốn này, đây là 5 này, đây là 6 này, đây là 7 dòng. Thì ở dòng 3, dòng 4 là hai cái vòng lọc lồng vào nhau mà đều lọc mà đầy đủ hết cả rồi, cho nên là cái độ phức tạp, cái thời gian của thuật toán, cái thời gian chạy thuật toán của bài toán trên, của thuật toán trên hiển nhiên nó là ON bình phương. Đấy, các bạn về nhà các bạn có thể làm kỹ hơn một tí cũng được. Nhưng mà tính chi tiết ra cũng được, nhưng mà đây chúng ta có thể tính n tn như bình thường, tính ra như nào đó, nhưng mà kết quả của nó vẫn là không thay đổi, nó vẫn là on bình phương. Như vậy cái bài thu sum này là cái bài mà chúng ta sẽ phải giải cho nó bằng cách giải châu bò ấy. Cơ bản thì nó lại on bình phương, được chưa? Đấy. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một ví dụ nữa nhé. Một cái bài nó mang tính có vẻ tối ưu một chút này. Đây. Chúng ta sang làm một cái bài tiếp theo nữa, cái bài mà tôi đã viết ở trên trong chương trình của chúng ta đấy. Là cái bài mà đây cái bài là cho n điểm trên mặt phẳng và tìm hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất nhé. Đây là bài số mấy nhỉ? Đây là bài số 3, ta làm bài số 4 nhé. Bài số 4 đây. Bài số 4. Bài số 4 là cho trước cho n điểm trên mặt phẳng. Điểm trên mặt phẳng. Đấy. Cái điểm này sẽ ký hiệu nên là P1, P2, PN. Và cái PI là nó có tọa độ là XY và YY.
Đây, nó có cái độ trên mặt phẳng. Vậy đầu vào của nó phải làm cái, phải làm cái bộ dữ liệu là n cái cặp số, n cặp điểm, n cặp số trên trên mặt phẳng. Bây giờ bài gì, đầu bài là hãy tìm ra hai cái đỉnh, hai cái điểm có khoảng cách bé nhất, có khoảng cách nhỏ nhất, nhỏ nhất, được chưa? Đấy. Thì bài này là bài nó có tính tối ưu một chút nhưng mà cũng không đơn giản thôi. Chúng ta lập trên toàn bộ, lập trên toàn bộ hai cái trên cái dãy P này này và tìm ra hai điểm và tính cái khoảng cách của nó nhé. Đây thì bài này cách giải châu bò là như sau nhé. Cái việc mà nhập P vào như nào các bạn sẽ tự làm lấy. Bây giờ tôi giả sử P đã có rồi, P là một, đã khi P là một cái dãy các cái đỉnh nhé. P nó là một dãy, nó là P nó là một dãy như này, P nó là một dãy như cái dạng như này, dạng là x một y một đúng không, x hai y hai x n y n, đấy nó dạng như này, là một cái list các cái cặp điểm của nó là một cái tuple hai đỉnh là hai tọa độ của nó, x một y một x hai y hai. Tí là trên Python thì chúng ta kêu nó là các cái điểm là P0, P1, P2, PN-1, nhưng mà đây tôi ghi tổng hợp như thế này. Thì cái làm là như sau. Giả sử P có rồi và bây giờ tôi sẽ viết cái chương trình để mà tính được cái khoảng cách nhỏ nhất giữa hai cái điểm. Yêu cầu luôn là thậm chí là in ra cái vị trí của hai điểm đó nhé. Hãy tìm và in ra yêu cầu như sau, yêu cầu là in ra như sau, yêu cầu là in ra cái một là cái tọa độ của hai điểm đó, của hai cái điểm gần nhất ấy, của hai cái điểm gần nhất, và hai là in ra cái kết quả, in ra cái khoảng cách đó và in luôn ra cái khoảng cách gần nhất đó lần nhất đó, được chưa? Rồi. Ủa sao không nghe tiếng của thầy? Có nghe được không? Nghe bình thường. Nghe bình thường hả? Nghe rõ chưa hả? Nhé, đây là một cái bài rất đơn giản, nhưng bây giờ cách làm rất đơn giản, nhưng mà tôi sẽ mô tả như sau này. Bây giờ tôi mô tả các bạn cái cách làm nhé. Đây. Ủa thầy sao không nghe tiếng thầy? Có nghe thấy không? Có hả? À? Vẫn nghe bình thường hả? Bạn nào mà không nghe thấy kiểm tra lại cái micro của mình nhé, kiểm tra lại cái loa của mình ấy. Nó có vấn đề gì đó nhưng mà không nghe được. Đây nhé. Thì bài này như sau này, bài này thực chất là chúng ta sẽ phải chúng ta chú ý là cần có một cái cần một cái thủ tục, cần một cái hàm để mà nhập dữ liệu vào cái dãy P. Đấy, ví dụ là P tôi cho đầu vào của chúng ta có nhập từ bàn phím hoặc tôi nhập từ một file, thì chúng ta ví dụ nhập từ file chúng ta sẽ phải đưa vào cái dãy, cái list P, đó là một ý nhé. Cái thứ hai là chúng ta cần cái hàm để tính khoảng cách giữa hai, cần cái hàm để tính khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng, được chưa? Thì giữa hai cái điểm ví dụ như là x1 y1 và x2 y2 đó, hai cái điểm đó chúng ta phải tính được cái khoảng cách giữa hai điểm đó, được chưa? Đấy. Và cái hàm thứ ba, chương trình chính của chúng ta là cái gì tính đó, cái ba là cái chương trình chính, là cái hàm chính để mà giải bài toán trên. Được chưa?
Thì cái 1 và 2 là các bạn về nhà làm đấy nhé, hoặc là các bạn xem lại, trước tôi gửi cho các bạn cái lời giải này, các bạn xem lại cái lời giải đó nhé. Hai phần này các bạn làm đấy ở nhà nhé. Tôi chỉ viết cái phần của cái bài 3 này thôi, phần 3 này thôi. Tôi cho trước P rồi, có P rồi và có cái hàm khoảng cách rồi. Hàm này tôi kêu nó là đích, cái ví dụ thế nhé, nó gọi là distance nhé. Distance có rồi thì tôi sẽ dùng cái hàm này, dùng cái dùng dãy P này mà tôi sẽ tính. Để cho trước P rồi thì chúng ta sẽ làm cái hàm là tính cái in, tính ra cái khoảng cách gần nhất giữa hai điểm của một cái dãy P và in ra cái hai điểm đó, in ra cả khoảng cách bé nhất nữa. Cái bài này là cái bài rất nổi tiếng các bạn nhé. Cái bài này là cái bài rất nổi tiếng vì nó ý nghĩa có trên thế rất là nhiều. Thực tế chúng ta thấy trên bản đồ có rất nhiều điểm trên này và yêu cầu có chúng ta tìm ra hai cái điểm mà khoảng cách chúng là ngắn nhất. Bài này rất có ý nghĩa thực tế nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nó bằng cái bài này có ý nghĩa và chúng ta sẽ giải nó bằng phương pháp gì? Phương pháp thủ công, tức là bằng phương pháp là châu bò, được chưa? Yeah. Thì cái bài này nhớ lại hầu hết những cái bài toán mà tôi được các bạn làm lần này này, giải bằng toán châu bò thì sau này chúng ta sẽ học thêm, chúng ta sẽ làm lại nó nhưng với toán là hay hơn và tối ưu hơn. Đấy, tất cả những bài này nếu bài nào mà tôi nói là chưa tối ưu thì sau này chúng ta sẽ được làm lại nó với toán tối ưu hơn. Đó nhé, thì đó là về sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm ở mức độ châu bò đã, đơn giản đã nhé. Thì là như sau, là tôi viết luôn bằng tôi viết luôn bằng Python nhé. Đây, chúng ta viết cái hàm là như thế này. Def, tôi đặt tên là closest point nhé. Đặt luôn. Closest point nhé. Ở đây là P. Đầu vào của chúng ta là một cái list, là một cái list các cái điểm, mỗi điểm như vậy là cái tuple gồm có hai số x và y, gồm hai tuple x và y. Như vậy P của chúng ta là một cái dãy các cái điểm, mỗi điểm như vậy là lại là một cái tuple. Tôi lấy ví dụ như là đầu vào chúng ta có thể P là một cái dãy như này, ví dụ như là đây là 0 1, điểm thứ hai là 1 1, điểm thứ ba là 1 2, điểm thứ tư là -1 0, điểm thứ năm là 3 4, ví dụ như vậy. Đây, tôi nhé. Thì đây là một cái ví dụ, một cái dãy P gồm có là 1 2 3, có 5 điểm. Mỗi điểm như vậy là một cặp hai số, được chưa? Và chúng ta sẽ giải cái bài toán này. Thì cái hàm này, cái hàm closest point này, nó sẽ phải trả lại là hai cái điểm gần nhất ở trên màn hình và trả lại luôn cả cái khoảng cách gần nhất nữa. Được rồi. Thế chúng tôi cho làm như sau. Chúng ta làm như sau nhé. Đây, tôi giải luôn bằng viết luôn bằng cái bằng chương trình Python luôn. Thì chúng ta thấy là cách chúng ta làm thôi. Thì chúng ta làm như sau. Tôi gọi D là cái khoảng cách gì? Tôi gọi là D min. Tôi có ba, tôi viết tôi có cần cần ba cái hàm, cần ba cái biến để tôi lưu lại cái D min là khoảng cách giữa hai điểm nhỏ nhất mà tôi muốn tìm. Thứ hai là Y là Y min là cái chỉ số của cái điểm đầu tiên, và G-min, vì G-min chính là cái, như vậy là E-min và G-min là như vậy, D-min, E-min và G-min là ba cái giá trị mà tôi cần tìm nhé. Và khi tôi sẽ tính ba cái này thì D-min là khoảng cách gần nhất, thì tôi sẽ đặt cho nó cái giá trị là lớn vô cùng. Bình thường các bạn sẽ biết là lớn vô cùng nó là cái này, đúng không? Lớn vô cùng nó là cái này này, nó là cái này này. Nhưng mà trong Python thì làm như nào? Thì chúng ta chú ý đấy, ở trong Python nó có hẳn một cái cho phép chúng ta là viết hẳn ra, thiết lập ra một con số là số lớn nhất và số nhỏ nhất. Thì số nhất là như sau, các bạn ghi vào đây nhé. Đây là float này, dùng float mở ngoặc này, mở nháy này, infer đấy, infer nhé. Thì đây chính là cái số, đây chính là cái số số lớn nhất có thể nhé. Vô cùng. Như vậy là ở trong Python thì cái vô cùng này thì dùng cái hàm là hàm float. Float xong mở ngoặc, tôi viết một ngoặc nhé, mở ngoặc. Dùng cái hàm là mở nháy và infer. Đấy. Còn chúng ta chú ý là trừ vô cùng là cái số bé nhất có thể ở trong Python, ta viết như sau. Chúng ta viết là float. Float xong mở nháy xong trừ infer. Đóng nháy. Đóng ngoặc.
Đấy, thì đây nữa là cách viết trong bài thân nhé, chúng ta nhớ cái này nhé, nhớ cái này. Đây là cách viết, cách tạo ra hai cái hằng số. Đây là hằng số. Ở trong Python thì nó có cái hằng số lớn nhất trong tất cả các số, thì kiểu tức là viết nó là float inf, và nhỏ nhất thì là float trừ inf. Thì đây là đầu tiên chúng ta demin là cái giá trị lớn nhất, là tất để là maximum, mà chúng ta sẽ tìm sau mà. Thì imin là cái gì? Imin là cái chỉ số của phần tử nào đó nhỏ nhất, thì cho đặt nó là không nhé, và cái gmin là tạo nó bằng không, tạo bằng một đấy, tạo như này nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm tiếp tục này, rất đơn giản thôi, chúng ta làm như này thôi. Chúng ta for quên thêm lệnh nữa, lệnh là gì, là n đi, n là bằng len của p, len của p là cái độ dài của các của p nhé. Sau chúng ta sẽ nó là hai bằng for thôi, for i in range, đúng không? In range n chỉ 1 2 chấm, xong for g in range là i cộng 1 n, đấy nó giống như vậy, tức là vẫn là hai vòng lặp tự nhiên lồng vào nhau, đúng không? Sau chúng ta kiểm tra thôi, chúng ta kiểm tra là if khoảng cách giữa hai điểm i và g, hai điểm pi và pg, đúng không? If mà là distance, cái hàm này thì biết là biết rồi nhé, distance này à, xin lỗi nhầm, if phải được, không sao, if distance của pi và pg, nếu cái khoảng cách này mà nhỏ hơn demin đấy, thì chúng ta có một cặp mà như vậy là có cái độ dài khoảng cho chúng là nhỏ hơn cái demin, thì chúng ta lưu lại thôi, chúng ta viết là lưu lại là demin này, tìm thấy nếu gặp cái cặp điểm mà là có khoảng cách tối ưu hơn, chúng ta lưu lại bằng chỉ bằng là distance pg, được chưa? Đó, và đặt cái i min bằng i và cái g min bằng g, đấy đặt lại, được chưa? Và khi hết rồi chúng ta sẽ trả về thôi. Đây chúng ta return ở đây, chúng ta sẽ return ba giá trị. Đầu tiên chúng ta return cái tọa độ của điểm pi, chúng ta return là pi đấy, xong phẩy, xong return cái pg, à xin lỗi, pi min thì đúng hơn nhé. Đây chúng ta xin lỗi, chúng ta đi thường là p nhé, i min phải p g min, trở về tọa độ của hai điểm, và cuối cùng trở về là d min, khoảng cách giữa chúng. Đây là cái lời giải tự nhiên của cái bài này. Đấy, của cái bài à, được chưa? Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Được chưa? Đấy. Thì đây như vậy, đây là mà tôi xin làm một bài nữa cho các bạn xem nhé. Một cái bài nữa. Đây. Bài số 5 này phải, đúng không? Bài số 5 nhé. Là cái bài là tổng con. Bài tìm tổng con lớn nhất, bài tìm tổng con lớn nhất nhé. Bài này nó gọi là max sum sub array, một cái bài toán rất là nổi tiếng đấy, rất nổi tiếng nhá. Bài này là như sau này, là cho trước một cái dãy A, cho trước cái dãy số A bất kỳ, gồm các cái số nguyên, các cái số nguyên có thể cả âm cả dương nhé, bất kỳ. Bây giờ chúng ta gọi là một tổng con. Tổng con là cái gì? Tổng con là như thế này. Tổng con là
tổng con là tổng có dạng, là tổng của một dãy con liên tục các số, của một dãy con liên tục các phần tử, liên tục các phần tử. Ví dụ như là S thì Y phẩy G nó chỉ là bằng gì? Nó chỉ bằng là làm là A Y cộng với A Y cộng 1 cộng với A Y cộng với A G. Vậy liên tục từ Y đến G mà. Đó. À, nhắc lại một chút cái bài lúc nãy nhé, cái bài này này, cái bài tìm hai điểm gần nhất này mà này, tôi thấy nó có hai vòng là for Y và G như này. Còn cái phần tính distance này rất đơn giản, nó là không một thời gian. Như vậy hai vòng for này nó sẽ là n bình phương thời gian. Vậy bài này nó có cái độ phức tạp thuật toán là O n bình phương nhé. Hai chữ thế nhé. Đây. Mấy cái bài này là cái bài mà một bài toán rất nổi tiếng và dùng cái thuật toán châu bò thì là có cái độ phức tạp là bình phương, n bình phương. Đấy. Thì đến sau này chúng ta sẽ nhớ cái số này nhé, và sau này chúng ta sẽ làm lại bài này mà chúng ta sẽ giảm cái n bình phương này xuống, không phải n bình phương mà ta sẽ giảm đi. Chúng ta là quay lại bài tổng quan nhé, bài max sum sub array nhé. Đấy, thì cái bài này là cái bài cũng rất nổi tiếng luôn, cái bài rất nổi tiếng và trong hầu hết tất cả các cái sách giáo khoa về thuật toán đều dùng nó để mà ta đưa ra thành ví dụ nhé. Rồi thì như vậy là cho trước cái dãy A cần đưa ra cái cần tính cái tổng con lớn nhất, liên tục lớn nhất, thì bài này sẽ có mà có hai cái yêu cầu. Một là cách một là chỉ yêu cầu tính cái giá trị của tổng con lớn nhất thôi, còn cách thứ hai khó hơn là yêu cầu là tính tổng con lớn nhất, còn in ra cái tổng con đó là tổng con nào cơ, chỉ ra cụ thể nó là tổng con nào, nó là chỉ y và g là y và g nào nhé. Đấy, yêu cầu là tính tổng con max và in ra cái chỉ số đầu và cuối, cái chỉ số EG của tổng con đó, tổng con max đó, được chưa? Đó. Thì bài này chúng ta cũng sẽ quay lại về sau này, nhưng bây giờ chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta sẽ làm bài này với cái thuật toán gì? Với thuật toán là châu bò nhé. Đấy, thì tôi xin phép ta sẽ giải luôn. Rất đơn giản như sau. Chúng ta thuật toán châu bò là như sau này. Là chúng ta sẽ lập hai vòng lập y và g thôi, và cho tính tổng của nó thôi nhé. Là như sau này. Ý tưởng là như sau là chúng ta chỉ viết như sau là for y, viết bằng ấy nhé, bằng 1 to n nhé. Đây, to này. To n nhé. Đấy, và for g bằng y to n. Nó cho phép là cái dãy con nó có một phần tử thôi, chứ cho phép nó là y có thể bằng g được. Đấy. Và chúng ta sẽ tính tổng con, tính tổng con s e g và so sánh để tìm ra tổng con lớn nhất. Đây, thì như vậy là đây là ý tưởng châu bò thôi nhé. Thì về cái này, về các bạn, tôi xin giải nó ở cái dạng đơn giản nhất nhé, để chúng ta thấy như sau này. Vì tôi sẽ giải nó ở cái dạng đơn giản nhất có thể, chúng ta cần có một cái hàm tính tổng con này, sau đó chúng ta sẽ viết lại cái toán này thôi, chúng ta tính thôi nhé. Bây giờ tôi xin trình bày cái lời giải cụ thể trên Python này, trên Python. Thì đầu tiên tôi cần cái hàm SEG này nhé. Thì tôi làm cái hàm như sau thôi. Đây là tôi viết cái hàm là def là S tính trên dãy A từ phần tử Y đến phần tử G. Đấy. Hàm này làm như sau. Rất đơn giản nhé. Hàm này tôi lấy cái tổng con, tôi lấy S con, lấy S nhỏ nhé. Đây là cái S nhỏ này, S nhỏ bằng 0 này.
xong tôi for, for car in range từ y đến g, tức là range y đến g cộng 1 đúng không, hai chấm, hai chấm nhé. Sau đó là tôi đếm thôi, tôi biết là s thì nhỏ này bằng s thì nhỏ này cộng với a k, xong tôi return, return s. Đấy, thì đây là cái, đây chính là cái thuật toán, cái chương trình đơn giản để tính cái tổng con s từ y đến g, được chưa? Bây giờ tôi sẽ quay lại, tôi viết cái hàm chính của chúng ta trên cái hàm tính tổng con cực đại, tôi gọi là max, max này, max sum ở đây. À, đấy. Cho trước một cái list a các số bất kỳ và chúng ta tính cái max sum ở đây. Bài này, bài này là một rất là nổi tiếng nhé. Rồi nhưng mà chúng ta làm mức độ, mà chúng ta sẽ làm nó ở cái mức độ đơn giản nhất, là cái mức độ là cái tư duy là châu bò đơn giản nhất nhé. Được rồi, tôi biết này. Vì như vậy tôi sẽ phải, bài này tôi sẽ phải, đây là tôi dựa trên cái này thôi, tôi sẽ phải có một cái biến để lưu cái tổng con, lưu cái tổng con là cực đại mà tôi muốn đưa ra nhé. Thì tôi làm như sau đây. Tôi viết n bằng len a nhé, len a này. Rồi, sau tôi sẽ lưu ba con số. Một là tôi viết là sum max nhé, sum max chỉ là cái giá trị tổng lớn nhất mà tôi cần lưu nhé. Thì tôi đặt nó bằng a0 thì nó là phần thử đầu tiên a0 nhé. Xong tôi viết là y max bằng 0 và g max bằng 0. Như vậy y max, g max là cái chỉ số đầu và cuối của cái dãy maximum cần tìm, còn sum max là cái tổng lớn nhất mà tôi cần tìm. Thì đầu tiên tôi gán ba cái này đầu tiên đã, tôi gọi cái tổng này là cái vị trí 0, là cái dãy a0 thôi, có một phần tử a0, thì nó là sum max bằng a0, y max là bằng 0, còn g max bằng 0. Và bây giờ tôi bắt đầu làm này nhé, giống vậy tôi làm giống ở đây này, theo cái này này, đó, theo cái này nhé, đấy. Cái này là rất là dễ mà, for này, y này, in range này, n này, đúng không? Xong lại for g in range y n, đấy. Hai chấm ở đây nhé. Nó y là y là chạy từ y g chạy từ y đến n. Đấy. Được chưa? Sau tôi kiểm tra thôi, về kiểm tra này, kiểm tra cái sum max này, if cái sum max mà lớn hơn cái s của a y phải g. Đấy. Nếu mà lớn hơn thì chứng thực là nó nhỏ hơn, xin lỗi, nó nhỏ hơn. Nhầm. Đây nhé, chỗ đây này. Nhỏ hơn xin lỗi các bạn nhé. Nhỏ hơn tức là cái tổng này là còn lớn hơn cả cái sum max này, thì tôi gán thôi, thì tôi gán là sum max bằng s a e g, tìm cái lớn nhất mà đúng không, mà tôi đặt là y max bằng y, y này là cái giá trị mà tôi muốn gán, và g max này bằng g, max này bằng g. Đấy, vậy là cái. Và ở đây tôi cùng tôi sau đó tôi return về, tôi trả về là tôi return là y max chỉ số đầu của cái dãy cần tìm, g max chỉ số cuối, và sum max. Đấy, trả về nhé. Đấy, được chưa? Đấy, thì đây là cái chương trình thuật toán đơn giản châu bò cho cái bài là tính tổng, gọi là cái bài tổng con lớn nhất. Cái bài này rất nổi tiếng nhé. Được chưa? Đấy, chúng ta cùng nhau tính độ phức tạp thời gian này. Cái hàm này là cái hàm S này là có là độ phức tạp của nó là ON nhé. Đây này, đây là một ON này, đúng không? Đây lại một là một N lần, vòng thứ hai N lần nữa, vòng thứ ba là N nữa. Những ba còn là một lồng nhau.
Vậy nó sẽ là n mũ 3. Nhưng mà chúng ta sẽ phân tích nó ra thì cho sẽ thấy là các bạn có thể phân tích theo cách khác, phân tích tỉ mỉ hơn, nhưng mà tôi phân tích đơn giản từ ngày là phân tích là thời gian chạy là bao nhiêu. Thời gian chạy của cái bài này là O n mũ 3. Đấy nhé. Vẫn đúng, không gì sai cả, nhưng mà chuyện nó không tối ưu thôi. Mà này là bài chúng ta sẽ quay lại ở phần sau của chương trình và chúng ta sẽ cố giảm xuống, giảm xuống n mũ 3 nhé. N mũ 3 giảm xuống n bằng 2 hay n thấp hơn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách chúng ta sẽ giảm xuống nữa nhé. Đó. Thì như vậy những cái bài, hầu hết những cái bài toán nào các bạn đưa ra đều có thể giải bằng cái phương pháp gọi là châu bò đơn giản. Tức là không cần học gì cũng biết được. Được chưa? Mà tới đây chúng ta kết thúc cái phần châu bò nhé. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Phần rất quan trọng là chúng ta bắt đầu học sang cái thuật toán gọi là thực sự. Thì bây giờ mới là bắt đầu học sang thuật toán thực sự. Thì cái thuật toán đầu tiên mà chúng ta sẽ học mà trong lớp 11 sẽ học ngay từ đầu, từ cái bài số 2, số 3 đó là học ngay đấy. Là học ngay sau cái bài thuật toán tìm kiếm lần tự, chính là cái bài là thuật toán là gọi thuật toán tìm kiếm nhị phân. Được chưa? Chúng ta sang phần tiếp theo là thuật toán tìm kiếm nhị phân. Thì đây là thuật toán hay đầu tiên, thuật toán hay đầu tiên mà thực sự là thuật toán luôn ở trong chương trình lớp 11 cũng như là trong toàn bộ cái chương trình của chúng ta nhé. Thuật toán tìm kiếm nhị phân. Nhé. Thì anh nó gọi là binary search. Đấy, thì đây là thuật toán của thuật toán phức tạp đầu tiên của chúng ta đấy nhé. Nào chúng ta cùng nhau làm này. Cái bài này nó thật ra nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà tôi xin mô tả các bạn nhé. Cái bài này như sau này, cái bài toán là như sau. Nó là cái bài toán tìm kiếm thôi trên một dãy, nhưng mà dãy đó đã được sắp xếp theo thứ tăng dần rồi. Cho dãy số A đã được sắp xếp tăng dần. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đã được sắp xếp tăng dần nhé. Và cho cái số k cần tìm phần tử a, cần tìm cái chỉ số y sao cho là a y bằng k. Đấy, nếu thấy thì trả về y, không thấy thì trả về là năn hoặc là trừ một. Đấy, nếu tìm thấy trả về y, nếu không thấy trả về trừ một hoặc là năn nhé, tùy từng yêu cầu của. Thế đây là cái bài toán đầu tiên mà tức là nếu mà dãy A đó mà đây tôi kiểu tên là A0, cho A0 nhỏ hơn nó bằng A1, nhỏ hơn nó bằng A2, nhỏ hơn nó bằng cuối cùng là AN trừ 1 đi. Đó. Thì việc tìm kiếm nó sẽ hay hơn, nó sẽ hay hơn là tìm kiếm tuần tự. Tuần tự chúng ta biết rồi đúng không ạ? Mà tuần tự chúng ta biết là có cái độ phức tạp thuật toán là ON, nó là cái thời gian nó là tuyến tính. Thì chúng ta kiểm tra xem với thuật toán này, với cái yêu cầu bài toán đã có sẵn là đã được xếp tăng dần rồi. AN đã xếp tăng dần rồi thì có thể nhanh hơn được không? Thì đó chính là ý nghĩa của cái bài toán của chúng ta. Thì như sau nhé, rất đơn giản như này này. Cái ý tưởng của bài toán này nó rất đơn giản. Ý tưởng là chúng ta sẽ giống như ta tìm từ điển ấy nhé. Chúng ta cần tra cứu một cái từ ví dụ tra cứu ở cái từ nên là để tôi ví dụ nhé. Ý tưởng đấy nhé. Đây là A0 này, đây là A1 này, đây là A2 này. Đấy. Đây là AN-2, đây là AN-1 này. Đó. Thì việc chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ chia đôi ra, chúng ta so sánh cái phân tử ở giữa này, gọi là AK đi, so sánh với AI đi, so sánh với K. Thì nếu K nằm ở bên này thì chúng ta sẽ cắt đi phần đầu, chúng ta so sánh phần cuối. Còn nếu K mà nằm ở đây thì chúng ta sẽ cắt đi phần cuối và đuôi, chúng ta chỉ tìm kiếm phần đầu thôi. Thì ý tưởng là chúng ta chặt đôi cái dãy được ra, cứ mỗi lần chúng ta tìm ra chặt đôi ra cho đến khi mà tìm thấy thì thôi.
còn chuyển đổi hết rồi không thấy nữa thì chúng ta trả về là bằng trả về là trừ một. Tưởng là như sau nhé, đây là như thế này. Các bạn chú ý nhé, các bạn mà khi các bạn tra cứu một cái từ nhé, tôi lấy ví dụ tra cứu này, tra cứu từ điển nhé, tra cứu này từ điển, được chưa? Bây giờ chúng ta tra một cái từ, lấy ví dụ nhé, chúng ta tra một cái từ là ví dụ là tra một cái từ ví dụ như là transport chẳng hạn, lại nghĩa là gì? Chúng ta mở cuốn từ điển ra ở giữa xem nó nằm ở chữ nào. Nếu mà nó là ở chữ K, như vậy là chữ K này là nhỏ hơn T, chúng ta sẽ bỏ đi phần đầu, chúng ta xem tiếp phần sau của sách. Ta chia đôi ra, ví dụ nó nằm ở chữ P chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tìm tiếp ở phía sau. Nó chia nhau, nó nằm ở, nó thấy chữ V kép, chúng ta đi ngược lại về phía trước. Chúng ta cứ chia đôi cuốn từ điển ra mà chúng ta sẽ tìm được đến cái từ là tăng đến cái phần T và tìm kiếm được tận đến cái từ là transport thì thôi. Là cách tra cứu từ điển nhé. Chúng ta cứ mở sách ra và tìm trước tìm sau, chia đôi cuốn từ điển ra và tìm tiếp cho đến phần sau nữa. Thì đó là cách mà chúng ta mô tả. Lấy ví dụ nhé, mình lấy ví dụ cụ thể chúng ta thấy này. Đây, giả sử nhé, ví dụ cụ thể chúng ta thấy nhé. Đây, chúng ta này, 1 này, 2 này, 10 này, 15 này, 16 này, 20 này, 25 này. Đó. Ví dụ chúng ta tìm ví dụ nhé, đây cái này. Chúng ta tìm phần tử K là 12 chẳng hạn. Rồi K bằng 5 đây nhé, K bằng 5. Thì làm như thế nào? Đây, thì bây giờ chúng ta chia đôi ra. Cách làm chúng ta chia đôi. Đây, ở phần tử giữa là phần tử 15. Được chưa? 15 này là K nhỏ hơn 15. Đây, chúng ta thấy này, K nhỏ hơn 15. Như vậy là K nằm phía trước rồi, chúng ta sẽ xóa đi phần sau. Như vậy còn 1, 2, 10, 20 thôi, không còn gì nữa đúng không nào? Còn từ 15 trở lên chúng ta xóa đi, 15 này, 16 này, 20, 25 chúng ta xóa đi, xóa đi. Đó, bây giờ chúng ta chia đôi cái này ra, nó chính là 2, đúng không, là 2. Đó, 2 này là nhỏ hơn 5. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xóa đi phần trước đi, xóa đi còn lại là, xóa đi còn lại 1, 2, 10 chúng ta xóa đi. Còn lại mỗi 10 thôi. Và chúng ta 10 ra so với 5 là không thấy. Như vậy là chúng ta 10 là khác 5. Đây, cái đoạn là chúng ta không thấy nhé. Như vậy cách làm như sau, chúng ta sẽ chia đôi cái dãy của chúng ta ra làm 2 và kiểm tra phần tử giữa đó xem nó lớn hơn hay là nhỏ hơn cái số cần tìm là K. Nếu mà số giữa này mà lớn K thì chúng ta cắt đi phần đuôi và tìm tiếp ở phần đầu. Còn nếu cái số này mà là lớn K, chúng ta cắt, nếu mà nhỏ hơn K chúng ta cắt đi phần đầu và để lại phần đuôi và tìm tiếp phần đuôi nhé. Đó, như vậy cách làm chúng ta là như sau. Như vậy là ý tưởng đó, rồi chúng ta biết mô tả này. mô tả cách làm nhé là như sau. Đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là tên biến left, mô tả một cái biến để mô tả cái vị trí đầu của cái con trỏ họ nhé. Đặt cái này bằng không này, mô tả cái biến thứ hai là biến right bằng n trừ một. Đấy, như vậy là ban đầu của chúng ta, đây là a, đây a của chúng ta đây nhé. Đấy, thì đây nó là left này. Left là nằm ở đây này, đây là right này, được chưa? Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ lặp liên tục cho đến khi mà left lớn hơn right thì thôi. Và chúng ta tìm kiếm phần tử ở giữa này, phần tử giữa này là mid. Mid này sẽ bằng gì? Sẽ bằng là left cộng với right và chia hai. Đấy. Đây là trường hợp là Python, là Python nhé. Và chúng ta kiểm tra nếu mà a mid mà bằng k thì xong luôn, thì là ta trả về là mid luôn đúng không? Nếu cái này ra thì ta sẽ return luôn là mid luôn. Còn nếu mà a mid mà nhỏ hơn k thì làm gì? Nhỏ hơn k suy ra là k phải nằm ở bên phải của mid nhé. Vậy chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt lại là left bằng mid cộng 1. Chúng ta chia nhỏ nó ra. Như vậy ta làm
Nếu mà ca cái này bằng bằng nếu mà ca mid mà nhỏ hơn ca tức thì chúng ta sẽ xóa đi cái đây mid nhé, chúng ta đặt lại left vào đây này, right ở đây nhé, chúng ta bỏ đi phần trước đi, như vậy là giảm đi cái miền mà cần tìm kiếm, giảm đi còn một một nửa. Còn nếu mà a mid mà lớn hơn ca thì ca nằm ở nằm phần sau thì chúng ta nằm phía trước, chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ đặt lại là y bằng mid chỉ một mà chúng ta sẽ đặt lại như đây, đây là mid nhé, đây là đặt lại y là ở đây, y đây là left, chúng ta xóa phần này đi. Nghĩa là sau mỗi bước là chúng ta sẽ xóa đi, chúng ta sẽ xóa đi một nửa và tìm tiếp. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả nhé, bây giờ tôi sẽ mô tả cái thuật toán của nó, mô tả cái thuật toán bài này, cái thuật toán rất quan trọng nhé, chúng ta cái bài này là chúng ta phải dạy học sinh thật kỹ càng, học sinh hiểu được cái bài này nhé, và chúng ta cố gắng chúng ta mô phỏng được trên giấy, mô phỏng được bằng phần mềm thì càng tốt để cho học sinh hiểu từng bước một của thuật toán này, vì nó rất quan trọng nhé. Mô tả thuật toán tìm kiếm nhị phân này, thuật toán tìm kiếm nhị phân. Nhị phân nhé. Thì tôi sẽ mô tả làm hai phần. Phần đầu tôi sẽ mô tả bằng thuật toán bằng mã giả để cho chúng ta hình dung nhé. Và cái phần hai tôi sẽ mô tả chính xác bằng chương trình Python nhé. Rồi tôi sẽ hiểu cái phần này được dùng từ nó là binary search. Đấy, cái phần này là phần bắt đầu khó nhé. A này, trước dãy A và số K. Đấy. Thì đầu tiên tôi mô tả nó bằng mã giả trước nhé, mã giả cho thấy nó tổng quát như thế nào nhé. Đây, chúng ta sẽ đặt là vẫn chưa cho ta vẫn thử là A, nó là cái dãy bắt đầu từ 0 đến n trừ 1 mà. Tôi viết là n bằng len A này, vẫn như cũ vẫn không sao, những len A nhé. Mà tôi đặt left, biến left lại bằng 0, biến right. Phải đây là mã giả tôi không cần thiết xuống dòng right này bằng n trừ 1 nhé. Đấy. Được chưa? Sau đó tôi làm như sau là cho vào cái vòng lặp là y chừng nào mà left còn nhỏ hơn hoặc bằng right thì còn vòng lặp còn làm, còn không thì ta sẽ dừng lại nhé. Y left nhỏ hơn bằng right. Đây tôi mô tả bằng mã giả cho nó dễ nhé. Thì tôi đặt mid là bằng là cái đỉnh giữa, thì ở trong nó chính là left cộng với right chúng ta chia 2 và chúng ta làm tròn xuống, thì ở trong phòng máy tính ý, thì người ta dùng kiệu này để là kiệu làm tròn xuống này. Đấy, đang chưa nhé, dùng kiệu cho đàng hoàng. Đấy, ta kiệu này là làm tròn xuống nhé. Đây, số x này, đây là làm tròn xuống, làm tròn xuống nhé. Thì trong toán học thì nó chính là cái hàng floor đấy, chính là cái hàng floor của x gì đấy. Đấy. Còn ở trong Python ấy thì cái này nó chính là gì? Nó chính là phép chia 2 đấy, nó chính là chia 2. Đấy. Phép trừ nguyên cho 2 đấy nhé. Biết nhá. Kiểm tra này, if này. If mà a mid mà bằng k thì chúng ta return mid luôn nhé, return mid lại ngược lại else if, nếu mà không phải như vậy, nếu mà a mid mà nhỏ hơn k, bằng k thì chứng tỏ là cái số k đó nằm ở bên phải của, vì nó là dễ ta tăng dần mà, chúng ta đặt lại là left bằng mid cộng 1. Còn ngược lại, nếu mà a mid mà lớn hơn k thì chúng ta đặt lại là gì? Đặt lại là right bằng mid chỉ 1. Nếu ra đây mà không tìm thấy nữa thì ở đây chúng ta là đây là return chỉ 1 ở đây. Đấy. Đây chính là cái thuật toán rất quan trọng nhé. Đây là thuật toán đầu tiên quan trọng mà là chặt chẽ của cái
của cái phần của cái chương trình lớp 11 đấy, chương trình là kỹ thuật lập trình đấy nhé. Đây đây là tôi mô tả chính xác bằng 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 cái mã giả. Bây giờ tôi xin viết lại cái bài này bằng gì? Tôi xin viết lại bằng cái bằng chương trình Python để chúng ta thấy nhé. Đây, đây là tôi viết là đây tôi viết bằng cái ngôn ngữ là pseudocode để chúng ta hình dung thôi. Tôi viết lại này, viết lại bằng ấy nhé, bằng Python này. Các bạn có thể dev nhé, dev này. Dev này, binary này, binary search này, cũng như vậy là a này, k này, tôi viết lại bằng 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 Python nhé, để chúng ta chép lại cho chúng ta làm nhé. Thì cũng như vậy thôi, chúng ta làm như sau này. Đây, chúng ta viết là left bằng không này, xong right hai cái biến nó bằng là len a chỉ một, chỉ là n chỉ một nhé. Đấy. Đây nhé, đó, len a chữ 1, được chưa? Sau chúng ta làm thôi là y, viết lại như vậy thôi, y left nhỏ hơn hoặc bằng right 2 chấm nhé, 2 chấm. Rồi, tiếp tục này, là chúng ta đặt mid này bằng này, bằng là left cộng với right chia cho 2, chia nguyên cho 2, đây, trong này. Ở trong Python thì rất đơn giản, chúng ta dùng phép chia này là được thôi. Đấy. Chứ ở trên này chúng ta phải dùng cái ký hiệu này để mô tả là chia cho 2 làm tròn xuống, đúng không nào? Còn đây chúng ta viết là chia cho 2 luôn thôi. Đó. Sau làm hết như vậy thôi là if nhé. If a mid mid nhé. Mà là bằng k thì xong luôn. Bằng k thì chúng ta return mid. Return mid. Return mid. Rồi. L if if này a mid này mà nhỏ hơn k. Nhỏ hơn k chứ toàn là k nằm là số k nó phải nằm bên phải. Không thể nằm bên trái được vì là dễ ta dễ sắp xếp tăng dần, cho nên là phải nằm bên phải. Chúng ta sẽ chuyển sang phòng học tiếp theo, chúng ta đặt là left bằng mid cộng 1. Còn nếu mà a mid mà lớn hơn k chứ toàn là k nằm bên trái, ta đặt lại là gì, là right bằng mid chỉ 1. Bằng mid chỉ 1. Và từ đây chúng ta vòng lặp bên ngoài này nhá. Ngang một chữ là y kia nhá. Ngang một chữ y kia chúng ta dùng lệnh là return chữ 1 vào đấy nhá. Return chữ 1. Đấy. Được chưa? Thì đó chính là cái mà thuật toán rất quan trọng của chúng ta. Thuật toán quan trọng đầu tiên luôn của chương trình nhé. Đấy, chúng ta phải mô phỏng, tôi xin phải hiểu được. Hiểu được. Thì lát nữa tôi sẽ chạy cho các bạn một chương trình thì chúng ta sẽ mô phỏng nó nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích thời gian chạy của nó. Khó hơn này, chúng ta sẽ phân tích thời gian xem nó nhanh hơn không so với chương trình trên. So với tìm kiếm tuần tự, phân tích nhé. Phân tích cái thời gian chạy của cái chương trình này. Đấy, sao nó thấy nó cảm thấy hơi mờ nhỉ. Được kiểm tra lại cái vì sao mà. Đúng rồi đúng không? Hiện nay mình đã dùng cái bực này là chính xác rồi. Cho to lên một tí nhé. 3 nhé. Phân tích này nhé. Thì phân tích này là tôi đối khó, chúng ta các bạn chú ý thì tôi sẽ phân tích theo hai cái bước nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ đánh dấu để chúng ta hình dung nhé. Tôi đánh dấu vào đây này. Được chưa? Đấy. Chúng ta quan tâm nhất là này là một, chúng ta quan tâm nhất là cái chỗ cái số 3 thôi, là cái lệnh while thôi nhé. Và bên trong lệnh while này chúng ta có đây là 4 này, đây là lệnh 5 này nhé, đây là 6 này, đây là 7 này, đây là 8 này. Đây là 9 này. Đây là 10 này.
Đây là 11 đấy. Thấy không nào? Được chưa? Thế bây giờ sau với vòng lặp là như thế nào nhé? Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là sau với vòng lặp thì ở bên trong lặp là thiện được bao nhiêu lệnh nhé. Đây này, tôi ở đây nhé. Trong vòng lặp nhé, đây trong vòng lặp này thì là hoặc là ở đây này. Cái chỗ này là tính ra chỉ một đơn vị thời gian thôi. Đây là một đơn vị thời gian nhé, một đơn vị thời gian này. Cái chỗ này là một đơn vị nữa này, là một đơn vị thời gian nữa này. Chỗ này là một đơn vị thời gian nữa này. Được chưa? Nhưng mà trong vòng lặp của chúng ta sẽ thực hiện là maximum là 3 đơn vị thời gian thôi. Đó, như vậy là một số đó là nó chính là O1, tức là hằng số thôi. Được chưa? Nhưng quan trọng là gì? Hoặc là nó dừng lại ngay ở chỗ này, hoặc là nếu mà không dừng lại ngay nhé, thì vào lọc sau là hoặc là left sẽ bằng mid cộng 1, hoặc là right bằng mid trừ 1. Như vậy sau vòng lọc thì cái khoảng cách, cái độ dài mà ta cần tìm ấy là right trừ left, nó giảm đi một nửa. Như vậy là ta suy ra cái gì, ta phân tích được như sau, là sau cái vòng lọc sau là gì, là trong một vòng lọc, trong một vòng lọc nhé, thì thực hiện là ba đơn vị thời gian, tức là O1 thời gian thôi, hằng số. Và sau mỗi vòng lặp nhé, thì cái độ dài của cái độ dài dãy đấy, độ dài dãy cần tìm sẽ giảm đi 1/2. Và khi độ dài nó bằng không, khi độ dài nó bằng 1 hay bằng 0 thì dừng lại. Được chưa? Đó. Thì ban đầu của dãy chúng ta là n là độ dài là n. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra xem là như vậy là sau bao lâu thì nó sẽ dừng nhá. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích theo kiểu cách 1 phân tích mức độ là đơn giản nhé. Đây. Đây nhé. Bây giờ chúng ta xem là cái thứ tự của vòng lặp đây, vòng lặp ở đây là cái độ dài của vòng lặp nhé. Đây. Vòng lặp không tức là chưa hiện gì cả, ban đầu thì nó là n, đúng không nào? Vòng lặp thứ nhất thì nó là n/2, sau vòng lặp nhất thì nó giảm một nửa mà, n/2. Xong vòng lặp thứ hai thì nó là n/4. Đó thì em bữa nay là học mà. Đúng không nào? Nhưng bạn, mà phải con học. Các bạn quan sát kỹ nhá. Vòng lặp thứ k thì là bao nhiêu? Tức là 1 thì là n/2, 2 là n/4, tức là n/2 mũ 2. Vậy suy ra đây là vòng lặp thứ k, nó sẽ là độ dài của nó sẽ là n/2 mũ k. Đấy, thấy không nào? Được chưa? Nhé. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích là như vậy khi nào thì nó dừng. Khi nào thì nó dừng? Bây giờ giả sử khi nào dừng? Khi mà đây. Không phải họa sử mà ta chứ là như vậy, suy ra là cái số vòng lặp là cái số k sao cho là n/2 mũ k, đúng nào? Nó phải nhỏ hơn bằng 1. Đấy. Tức là gì? Tức là mà khi đó là n sẽ bằng gì? Vậy suy ra là nó sẽ bằng gì? Vậy nếu n/2k nhỏ hơn 1, vậy suy ra là n nó sẽ bằng log cơ số 2. À không phải, suy ra cái gì, suy ra cái này chứ, suy ra là như sau. Suy ra là k sẽ bằng là log cơ số 2 của n. Đây, suy ra cái này này. Cái này các bạn có thể về nhà có thể tính được nhé. Như vậy là cái số lượng vòng lặp là như thế này, tổng với là mỗi vòng lặp như vậy là ba cái đơn vị thời gian. Vậy suy ra cái tổng thời gian là như thế này, cái tổng thời gian của chúng ta là tn, có tính được xấp xỉ nó sẽ bằng là
Thật ra phía trên cùng còn hai cái lệnh nữa như này. Ở trên này còn hai lệnh nữa này, hai lệnh 1 và 2 này, mỗi lệnh là hai đơn vị học trình đấy nhé, hai đơn hai đơn vị thời gian nữa này, hai đơn vị thời gian. Vậy suy ra như sau. Là cộng với hai đơn vị thời gian cộng với 3 lần với trên tổng số vòng lặp. Vậy suy ra như sau nhé, vậy suy ra như sau này. Vậy suy ra là như thế này. Vậy suy ra là TN nó sẽ bằng là 2 lần cộng với 3 lần log của 2 mũ N. Đấy. Thấy không nào? Mà cái này có thể hoàn toàn tính được theo công thức tính, theo cách tính của thời gian, là độ vào thời gian thì kia tính theo cái mắc. Cái mắc của cái của hai tổng là cái này. Với hằng số C số 3 ta bỏ đi, vậy nó chính là bằng là O log của log N. Đó. Nhưng mà chúng ta tính được một cách không được chính xác lắm, nhưng mà sơ sơ nó bằng là O lớn của log N. Như vậy chúng ta thấy một kết quả rất là hay đấy. Như vậy là dùng cái thuật toán cái tướng nghiệm phân, chúng ta đã tìm ra được cái cách tìm khác với cái độ phức tạp là nhỏ hơn hẳn so với gì, so với tìm kiếm nhị phân là ON. Thế vì cái log N là nhỏ hơn hẳn nhất so với N nhé. Đấy. Hiểu không nào? Vậy với dãy là tăng, đều tăng ấy, thì tìm kiếm nhị phân là giảm hẳn cái độ phức tạp của thời gian là bằng log N. Được chưa? Đó là cái phân tích một cách là gần đúng nhá. Bây giờ tôi phân tích chặt chẽ hơn chút này. Bây giờ tôi cho chúng ta phân tích chặt chẽ này. Phân tích chặt chẽ hơn này. Chẽ hơn này chúng ta sẽ không đủ kiến thức để chúng ta làm đâu, nhưng mà tôi mô tả cho các bạn hình dung nó là như nào thôi nhé. Rồi. Bây giờ chặt chẽ hơn là như sau nhé. Bây giờ với chúng ta sẽ phân tích và chúng ta sẽ tìm kiếm công thức chu hồi của N. Thì với N bằng 1, tức là chúng ta chỉ có một phần tử thôi, thì chỉ cần đúng một lần kiểm tra là ra ngay được kết quả là bằng nhau hay không, tìm kiếm hay không. Và như vậy là cái T1 của chúng ta nó sẽ bằng 1, bằng là 1 đơn vị thời gian, bằng là bằng 1. Với N1 chỉ cần kiểm tra đúng một lần thôi nhé. Biểu tổng quát này, đúng không nào? Tổng quát là như sau, chúng ta vừa xem đấy. Tổng quát nhé. Tổng quát thì chúng ta nhớ lại đấy, thì đối với TN ở đây là cái TN của chúng ta là như sau nhé. Tổng quát này, TN nó sẽ bằng như sau này. Nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là nó sẽ bằng là một cái hằng số đó, hằng số tôi gọi là không O1 đi, nó bằng là cái O1 nào đó cộng với 3 lần của TN chia 2. Đấy. Còn lọc của nó mà mỗi một lọc chúng ta là thiện 3 lệnh, nhưng 3 đơn vị thiện 3 đấy, 3 cái đơn vị thời gian thôi này. Đây nhé, chỗ này này. Đây này, 3 đơn vị thời gian thôi, 3 đơn vị thời gian thôi. Và trong mỗi một lọc như vậy ta thiện 3 lần như vậy. Vậy suy ra công thức sau đây. Công thức như thế này. Đó, đây này. Hành thì viết lại một cách chính xác hơn là như là TN nó sẽ bằng như TN này. Nó sẽ bằng là 3 lần TN chia cho 2 cộng với OMO1. Thế đây là công thức, nó là công thức truy hồi nhé. Công thức truy hồi của cái hàm thời gian của cái thuật toán nhị phân. Đây thì cái này các bạn tìm hiểu thêm nhé. Đây là cái trong lý thuyết về thuật toán ấy, thì cái việc giải công thức truy hồi này là rất là hay. Hàm lý toán học rất chặt chẽ, rất quan trọng. Và người ta chứng minh được là với công thức này ấy, thì ta suy ra có một cái định lý liên hoàn, có một cái định lý và có thể chứng minh được bằng về mặt toán học nhé. Là với cái điều kiện này thì suy ra thì là TN nó sẽ bằng là O lớn của log N. Đấy. Đây là cách làm chặt chẽ hơn. Nhưng mà nó vượt qua cái chương trình của cái lớp 11 hay là của chương trình phổ thông. Đấy. Còn bạn nào mà định theo tôi học tiếp đến cái phần mà thuật toán ấy, học chuyên giỏi, tôi sẽ chứng minh cái này. Phần này tôi sẽ chứng minh sau này nhé. Trong tương lai chúng ta sẽ hẳn một cái bài, hẳn một cái chuyên đề về cách giải cái phương trình này, cái giải hay là công thức, gọi là công thức truy hồi này nhé. Người ta chứng minh định lý mà là cái định lý này nó gọi là định lý master, rất quan trọng ở trong học máy tính, rất quan trọng luôn, dùng trong rất nhiều bài toán khác nhau nhé. Sau này các bạn sẽ được, tôi sẽ nói thêm về những cái này, nhưng mà sau này thì ta chứng minh được rằng là với công thức này thì ta sẽ suy ra là TN chính là bằng là O log của N. Đó, thì như vậy tới đây chúng ta thấy là chúng ta đã làm được một phần rất quan trọng là gì?
là chúng ta đã chứng minh được cái nếu dãy A của chúng ta mà là tính tính mà là tín hiệu tăng ấy, thì chúng ta không cần phải tìm kiếm bằng phương pháp tìm kiếm tuần tự nữa, mà chúng ta dùng phương pháp tìm kiếm nhị phân. Và với tìm kiếm nhị phân thì cái thời gian chạy nó tốt hơn hẳn, nó trở nên là giảm hẳn bậc xuống là log n. Được chưa? Rồi, thế bây giờ là cái như vậy chúng ta xong phần này nhé. Bây giờ chúng ta nhìn xét lại một chút này. Đấy. Thì với cái thuật này cho thấy chúng ta sẽ luôn dùng cái hai cái biến left và biến right, đúng không nào? Chỉ ra cái phạm vi mà chúng ta tìm kiếm. Đó. Thì đây là hai cái biến rất quan trọng, hai biến rất quan trọng dùng để chỉ cái dùng để chỉ cái khoảng tìm kiếm, và hai cái biến này cùng tham gia vào cái việc chúng ta tìm kiếm. Thì ở trong khoa học máy tính ý, thì cái phương pháp mà dùng hai cái biến nhớ để mô tả như này người ta gọi là phương pháp hai con trỏ. Đấy, nó gọi là kỹ thuật hai con trỏ. Như vậy là cái phương pháp tìm kiếm nhị phân là chính là một phương pháp riêng mà sử dụng kỹ thuật hai con trỏ rất quan trọng nhé. Đấy, thì cái này nó gọi là hai pointer trong kỹ thuật lập trình đấy, hai pointer technique. Đấy. Thì phần sau tôi nhắc lại cái phần này. Như vậy là cái thật ra ở trong khoa máy tính thì cái kỹ thuật hai con trỏ nó là một cái phiên bản mạnh hơn của tìm kiếm châu bò thôi, nhưng mà nó hay là nó giải quyết rất nhiều bài toán, và nó giúp chúng ta có rất nhiều cái bài toán chúng ta dùng hai con trỏ, chương trình nó trở nên rất thuận tiện, rất là đẹp, và nó làm giảm trong một số trường hợp nó giảm cái làm giảm đi cái thời gian chạy của chương trình, nó giảm cái bậc thời gian của chương trình, nhưng chúng ta sẽ làm sau nhé. Rồi, như vậy tới đây là như vậy, dựa trên kia thiếu nhị phân có rất nhiều bài toán khác nhau nhé. Thì bài này các bạn sẽ về nhà nghĩ, và đến tôi sẽ cho bài tập ngay bây giờ, và các bạn sẽ làm ở trong cái phần sau của cái bài sau nữa nhé. Lấy ví dụ như này, có rất nhiều bài toán mà có cái giải tương tự như là cái bài này, hoặc là mở rộng của cái bài này. Tôi lấy ví dụ như sau, một số bài tập nhé, một số bài toán ví dụ thôi, một số cái bài toán sử dụng kỹ thuật. Thầy ơi, hết nghe tiếng của thầy rồi thầy ơi. Sao cơ? Không nghe thấy à? Thầy tắt micro rồi thầy ơi. Nghe rõ không? À đúng rồi. Có nghe ngay được không? Alo. Dạ, giờ nghe được rồi thầy. À ừ, mỗi lúc ai đã bấm phải thứ này rồi. Bị mất lâu không hả? Mất bất lâu không? Ngựa mới mất thôi ạ. À, ok. Thôi được nhất, các bạn nào chỗ nào mất thì các bạn sẽ nghe lại ở cái chỗ ở cái video nhé. Phần đây tôi mô tả một số bài toán sử dụng kỹ thuật tìm kiếm nhị phân. Đơn giản thôi, những các bạn về nhà làm nhé. Ví dụ bài thứ nhất này là cho trước dãy A đơn điệu tăng, như thế thôi, đơn điệu tăng nhé. Đấy. Và cho trước số k. Thì cái bài lúc nãy là bài chỉ cần tìm ra một vị trí của A thôi, là của dãy A bằng k. Nhưng bài này là tìm ra được tất cả các phân tử mà bằng k. Hãy tìm tất cả các cái chỉ số, các cái phân tử bằng k, như nó có nhiều mà, các phân tử bằng k. Bằng cách gì? Bằng cách là chỉ ra, nếu thì thấy nhá, chỉ ra cái chỉ số đầu và chỉ số cuối, chỉ số đầu và cuối bằng k mà có giá trị bằng k. Nếu không thì trả về năng. Đấy. Ví dụ như là a bằng ví dụ như là 0 1 2 2 2 3 chẳng hạn, mà k bằng 2
Đấy. Thì bài này cần phải trả về gì? Cần phải trả về là gì? Trả về cái đáp án là chỉ số đầu của nó là 0 là 2 và chỉ số cuối là 4. Như vậy là các số từ 2, các chỉ số từ 2 đến 4 là bằng 2. Đấy, ví dụ như vậy nhé. Đấy. Hay là bài này cũng dựa trên cái lời giải cái thuật toán của từ cấm nhị phân, chúng ta sẽ modify đi một chút thôi, sửa đi một chút mà chúng ta sẽ làm được. Bài số 2 nhé, là như vậy là cho trước dãy A đã được sắp xếp tăng và số K. Đấy. Bây giờ bài này là sao? Bài này là yêu cầu tìm được, hãy tìm một phần tử, hãy chỉ ra phần tử, hãy tìm một phần tử, tìm một cái phần tử của A, cần một thôi nhé, phần tử của A mà gần nhất với K, mà gần nhất với K. Đấy. Bây giờ chỉ yêu cầu là chỉ ra phần tử đó, tức là chỉ ra cái phần tử x gì? Phần tử x thuộc A sao cho là cái tuyệt đối của x gì trừ K này là nhỏ nhất, là minimum. Đó. Thì những cái bài này là cái bài mà nó vẫn là thuộc dạng tìm kiếm, nhưng mà nó là vẫn là dựa trên tìm kiếm nhị phân, nhưng mà chúng ta phải sửa đi một chút cái chương trình trên để chúng ta làm được chưa. Rồi. Thế bây giờ tôi là như vậy là tới đây là xong kia thuật toán tìm kiếm nhị phân nhá. Và như vậy là sẽ có một số bài tập liên quan đến tìm kiếm nhị phân. Đấy, và liên quan đến cái kỹ thuật hai con trỏ thì sẽ có một số bài tập nữa, thì cái phần đó chúng ta sẽ làm cho các bài sau. Bây giờ tôi sẽ nói sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ thầy cho em hỏi một chút ạ. Em hỏi đi. Nếu mà cái dãy A mà chưa được sắp xếp tăng dần ấy, thì có nên sử dụng cái hàm sort để sắp xếp sau đó dùng thuật toán tìm kiếm nhị phân này không ạ? Được. Được. Là tùy từng bài một nhé. Thì hiện nay chúng ta chưa hề nhắc đến cái thuật toán sắp xếp. Đó, chúng ta chưa bàn đến nó. Trong Python nó có cái hàm sắp xếp ấy. Ừ. Được, dùng thì được chứ. Thì là nếu mà dãy mà chưa được sắp xếp mà em sử dụng hàm sort để em sắp xếp. Hàm có sẵn ấy, sau đó em dùng thuật toán tìm kiếm nhị phân ấy, thì thời gian chạy nó có nhanh hơn thuật toán tìm kiếm phần tử không ạ? Không nhanh hơn nhé. Vâng. Nếu mà dãy chúng ta mà không sắp xếp dãy bất kỳ đó, nếu kỳ nhất thì tìm kiếm thuật tự vẫn là phương pháp nhanh nhất. Thì đến lát nữa tôi sẽ nói hay buổi sau nữa tôi sẽ nói là vì sao lại dùng sắp xếp nó vẫn chậm hơn nhé. Vâng. Bây giờ tôi sẽ sang phần tiếp theo. Đấy. Là chúng tôi nhanh thôi. Là ở trong chương trình của chúng ta nhé, trong chương trình của lớp 11 ấy, thì sau cái bài về tìm kiếm nhị phân sẽ có một cái bài nữa rất quan trọng, là bài nói nhanh về ba thuật toán sắp xếp đơn giản trên của cái mảng A nhé. Chúng ta sang phần tiếp theo là cái bài toán sắp xếp dãy. Lại biếm sang cái này nhé. Bài toán sắp xếp dãy. Nhé. Bài toán như sau này, cho dãy A bất kỳ nhé. Bây giờ cần phải sắp xếp dãy A. Như em nói đấy, như vừa hỏi đấy, sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần nhé. Dãy A theo thứ tự tăng dần. Tất nhiên là phương pháp gì? Dùng các phương pháp là đổi chỗ hai phần tử thôi. So sánh và đổi chỗ. Sử dụng so sánh và đổi chỗ nhé. Sử dụng các phép so sánh và đổi chỗ. Và đổi chỗ. Nhé. Đó, thì đây là bài toán nhé. Tức là bài toán này là học sinh cần phải biết được cái thực chất cái thuật toán sắp xếp nó là cái gì. Chứ không phải chỉ thuần túy là chỉ dùng cái hàm sort của Python. Hàm sort nó cũng dùng nó xếp, nhưng mà chúng ta phải học cái đó. Đó. Như vậy là học từ đầu, nhưng học về như vậy là cho trước một cái em học sinh là học như sau. Đầu tiên là phương pháp tìm kiếm tuần tự này trên một dãy bất kỳ này. Số tiếp theo là tìm kiếm nhị phân trên một dãy đã sắp xếp này. Đó thì rất nhanh. Thế thì như vậy là
suy ra là hiển nhiên là học sinh cần phải hiểu, cần phải cần có câu hỏi là thế những cái xếp dạy là xếp như thế nào, đúng không nào? Hiển nhiên là như mọi người vừa nói đấy, thì chúng ta phải dạy cho học sinh cái bài này là một số thuật toán sắp xếp đơn giản nhất, đơn giản nhất để học cách là sắp xếp bậc dãy, chứ không phải là học, không phải là sử dụng cái hàm sort của Python để chúng ta dùng mà phải làm lấy các thuật toán đó nhé. Đấy thì ở trong đây là hẳn một bài học bài tập của sách giáo khoa đấy, nó có hai bài, một bài là học lý thuyết và một bài là học thực hành, dù rất đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là hay. Thì ở trong sách giáo khoa, trong sách lớp 1 chúng ta thì chương trình của chúng ta là trong sách đó thì tôi có viết là chúng ta học sẽ học ba thuật toán sắp xếp đơn giản như sau. Ba thuật toán sắp xếp đơn giản đó là một, nó gọi là sắp xếp chèn nhé. Một là thuật toán sắp xếp chèn. Hai là thuật toán là sắp xếp chọn. Ba cái thuật này là cũng đơn giản thôi, nhưng mà vì sao còn học là vì nó là cái thuật toán mà nó rất đơn giản và nó mang tính là nó có tính lịch sử của nó. Đấy. Nó rất là cổ điển. Sắp xếp chọn, nhưng mà một là chèn, hai là chọn và ba là thuật toán sắp xếp nảy bọt. Thuật toán sắp xếp nảy bọt nhé. Thì ba thuật này yêu cầu giáo viên là phải chúng ta phải dạy thật kỹ cho học sinh và phải mô tả bằng cả hình ảnh, bằng ví dụ cụ thể và phải nói để cho học sinh hiểu được ý tưởng của cả ba cái thuật toán này. Thì trong toán chèn nó gọi là insertion nhé, insertion. Chọn nó là selection và nảy bọt tên là bubble. Đấy, có ba cái này nhé. Rồi bây giờ tôi mô tả cái nhanh này, ý tưởng của cả ba cái này nhé để chúng ta hình dung nhé. Nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nó cũng nhiều khi nó cũng tương đối phức tạp đấy nhé. Nhiều khi nó cũng mà rất phải tôi nói sang luôn nhé. Thứ nhất là sắp xếp chèn là cái gì? Sắp xếp chèn là như sau thôi. Ý tưởng của nó như là cho trước bục dãy đây, dãy là A1, A2, AI đây và AN đây nhé. Đấy. Ý tưởng như sau, ý tưởng là chúng ta sẽ duyệt từ đầu đến cuối các phần tử của dãy và đến phần tử Y, chúng ta sẽ nhấc ra và chèn vào vị trí đúng ở phía trước đó. Đấy. Dùng từ chèn là nhấc ra và chèn vào một cái vị trí đúng của nó ở phía trước. Đấy. Thì đó là sắp xếp chèn. Thì tôi lấy ví dụ cho ta hình dung nhé, nó là cái gì nhé. Đây. Thì nhấc ra và chèn nó vào vị trí đúng ở phía trước. Như vậy là xong một đúng một vòng lặp thì là xong. Như vậy ý tưởng là như sau. Ý tưởng là như sau là for y bằng 1 to n. Đúng không nào? Sau thì là chèn, ý tưởng đó là chèn cái AI vào cái vị trí đúng, vào cái vị trí đúng của dãy bên trái. Bên trái. Đấy là ý tưởng của nó nhé. Đấy. Thì chèn là như nào? Đây bây giờ tôi mô tả ngay cái này rất đơn giản thôi. Ví dụ nhé. Ví dụ chúng ta đây, ví dụ tôi lấy là ví dụ như là 4, 2, 3, 1, 7, 0. Nhé. Đây này. Chúng ta làm nhé. Đầu tiên là với 4 thì phần tử đầu tiên thì không gì mà chèn cả. Thì không có gì, đúng không nào? Như vậy với 4 là không gì phải làm cả. Chúng ta sẽ sang số 2. 2 đây. 2 sẽ được nhấc lên và chèn vào phía trước của nó. Thì tôi sẽ chèn vào cái vị trí mà làm sao nó cho phía trước nó là đúng. Như vậy nó chèn vào trước cái số 4. Vậy sau bước này nó sẽ là, đây sẽ là 2, 4, đây nó vẫn là 3, 1, 7, 0. Đúng không nào? Đấy, như vậy là chèn nhé. Bây giờ sang bước tiếp theo này, số 3. Số 3 mà chèn đi đâu? Số 3 sẽ phải chèn vào gì? Chèn vào phía trước của nó. Thì 3 sẽ chèn vào phía trước 4 hoặc chèn vào trước 2. Nhưng mà chèn trước 2 là không đúng vì 2 nhỏ hơn 3. Nó sẽ chèn vào phía trước của 4. Đấy. Vậy là nhấc ra và chèn vào, đúng không nào? Vậy đó sẽ là 2 này,
3 này, 4 này, đúng không nào? Đây là 1 này, 7 này, 4 này. Đấy. Vậy đến bước 4, đến bước này nhấc ra chèn vào, không chèn được vì không chèn vào trước 3 cũng được, không trước 2 không được. Chỗ này là không không được, không chèn gì cả. Ta sang tiếp nhé, 2 3 4 1 7 4, ta lấy số 1 nhé. Đây, à đây là 0. 0. 1 này. 1 sẽ được nhấc ra và chèn vào đâu nào? Nhấc ra và chèn vị đúng ở phía trước, nhấc ra này, nó kiểm tra này, đi số 4 không được, để số 3 này chèn vào đây, nó chèn vào đây. Đấy. Như vậy nó chèn vào phía trước số 2, đây nó sẽ là số 1 này, đẩy ra đẩy 2 này, 3 này. Đây là 4 này, đây là 7 này, 0 này. Đấy. Thì bước này là 7 này, 7 nhấc lên không chèn được. Bước tiếp theo là 1 2 3 4 7 và 0. Đây, không nhấc lên và chèn vào phía trước đây. Đấy, vậy như vậy. Nhưng mà cái bài này là chỉ là nhấc lên và chèn vào nhé. Nên sẽ là 0 1 2 3 4 7, cuối cùng là số đây. Đây là đã xong rồi nhé. Đấy. Nhưng mà là sau một cái 1 2 đây phải viết tiếp, đây nó sẽ là 3 nhé. 3 này 1 này 7 0. Đấy. Bạn hiểu chưa nào? Nhưng mà chèn nó chính là như vậy đấy nhé. Chèn như vậy. Thì cái việc chèn đó nó có hai cách chèn. Cái thao tác là chèn, chèn. Vậy chúng ta nhắc lại cái thuật toán chèn nó là như này thế này. Chèn là như thế này nhé. Đây. Đây, nó vẫn là for i bằng 1 to n nhé, và là chèn i vào vị trí đúng, vào vị trí đúng bên trái, bên trái, được chưa? Thì nó có thể là cái động tác chèn nó có hai cách chèn nhé. Cách chèn một là như thế này, cách chèn một là như này nhé. Cái chèn 1 là như sau này. Đây. Cái chèn 1 là nhấc AI lên này. Nhấc AI lên này và đẩy các cái số bên trái. Bên trái AI và lớn hơn AI sang phải. Sang phải, sau đó là chèn AI vào vị trí đúng. Và vị trí đúng. Đấy, đó là cách thứ nhất nhé. Đó. Thì mình tôi mô tả luôn là với cách này thì chúng ta có cái thuật toán như thế nào, thuật toán như sau nhé. Trong sách giáo khoa ghi rất rõ rồi, tôi nhắc lại nhé. Để tôi mô tả luôn bằng Python này. Đây là def này, insertion sort này. A. À, được chưa? Đấy. Thì như sau nhé. Đây. Mô tả cái thuật toán là nhấc A lên đi này, để các số bên trái AI lớn AI sang phải này và chèn AI vào vị trí đúng thì như sau này. Đây nhé, là như này. Là như sau nhé, chúng ta đặt là N bằng len A. Rồi, chúng ta for i in range. Thật ra khi mà không chạy từ đầu, cần chạy từ vị trí thứ hai là được rồi. Vậy là đây là 1N. Đấy, không cần chạy từ vị trí không, vì vị trí đầu tiên nó không, cái AI bằng không thì nó không ý nghĩa nhé. Vị trí đầu này, chỗ đầu này là không nhất, vị trí đầu này là vô ý nghĩa, không cần thiết. Nên chạy từ 2 trở đi thôi, chạy từ vị trí 2 trở đi thì hợp lý hơn đó nhé. Chúng ta sửa lại cái này là for i bằng 2 trở đi thì đúng hơn. 1 cũng không sao cả, nhưng với 1 thì nó thừa một là for. Như vậy là for i in range từ 1 đến n, được chưa? Xong hai chấm ở đây. Đấy, xong rồi nhấc lên nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta đặt cái giá trị là van hay là value bằng AI. Đây chính thao tác là nhấc AI lên, được chưa? Sau đó chúng ta bắt đầu chèn các số bên trái, chúng ta đặt G bằng I trừ 1 là bắt đầu từ G, chúng ta sẽ đẩy sang bên trái, sang bên phải. Nếu AG lớn hơn AI, tức là như sau, là YG lớn hơn hoặc bằng 0 and AG lớn hơn value. Đấy. Nếu AG mà lớn hơn AI, value chính là AI mà lớn hơn AI thì đẩy sang phải. T
tức là gì? Tức là a g cộng 1 bằng a g. Đấy, tức là đây là đẩy cái a g này sang bên phải. Đấy, sang phải nhá. Đấy. Và chỗ này chính là tất cả các phân tử nhỏ hơn là ở bên trái AI mà lớn AI thì đẩy sang phải. Sau đó là chèn, sau đó ta phải có là G bằng G trừ 1 để ta chuyển dần sang bên trái. Và ta chuyển hết sang bên các AG mà lớn hơn AI thì chuyển sang bên phải. Sau chúng ta chèn vào, chúng ta chèn G cộng 1 bằng value. Đây chính là cái thao tác chèn. Thao tác chèn nhé, chèn. Đây chính là cái thuật toán theo cách 1 nhé, cách 1 của sắp xếp chèn. Vậy tất cả chỗ này nhé, cái chỗ này là nhấc lên này, chỗ này là nhấc lên này, đấy, chỗ này là nhấc lên nhé, chỗ này là nhấc lên này, đặt từ bên trái này, và đây là tất cả thằng nào mà nhỏ hơn AI thì chuyển sang phải này, xong chỗ này là chèn này, đây là chúng ta chú ý, đây là chèn này, chèn này, đây là nhấc lên này. Nhấc lên. Đấy. Được chưa? Và cái bài này cũng rõ ràng chúng ta có tính được là nó sẽ là có cái độ phức tạp trường hợp xấu nhất là ON bình phương. Nhận thấy. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái này. Cái bài này nhé là như sau này. Trường hợp trung bình và xấu nhất thì nó là ON bình phương. Còn trường hợp tốt nhất, trường hợp tốt nhất là khi nào? Là khi mà dãy AI này đã xếp đúng rồi thì tất cả cái vòng oai này là không có nữa, là vòng oai không có gì cả, như chỗ này chỉ một vòng lặp thôi, chính là ON. Vậy đây là một cái ví dụ rất hay của thuật toán sắp xếp chèn, là trường hợp tốt nhất là tuyến tính, trường hợp trung bình và xấu nhất là bậc 2 ON bình phương nhé. Rồi bây giờ tôi mô tả cách số 2 nhé. Cách 1, cách 2 là như sau, cách 2 là còn ngắn hơn nhé. Cách 2 như sau này. Cách 2 cái thao tác chèn là như thế này. Là thao tác chèn là như sau này, chèn là như sau này. Là lần lượt so sánh. Nếu mà AI mà nhỏ hơn cái AI trừ 1 ở bên cạnh ấy nhé, thì đổi chỗ xong, đổi chỗ với phân tử bên trái. Đấy. Cái bài này chúng ta là không cần thiết là phải nhấc lên, mà ta là như sau đây này. A1 này, A2 này. Đấy. AI này, chúng ta kiểm tra cái này với thằng bên cạnh, ta đổi chỗ cho đến khi nào mà đúng thì đúng như thôi. Như vậy ta cái này là cách làm mà nhanh hơn về mặt viết chương trình. Mình mô tả các bạn cách hai nhé, cách hai mô tả chính xác cách hai như này, rất ngắn như sau nhé. Đây là def này, insertion sort a, được chưa? Đấy, như sau nhé. N bằng len A này. Cái thao tác này là giống hệt thôi, không có gì thay đổi cả. Như sau này. For I in range 1 N cũng như giống như trên, không khác gì cả. Mà khác là như sau này, chúng ta viết G bằng I, chúng ta bắt đầu từ vị trí I, chúng ta so sánh và đổi chỗ các phân tử bên trái. Đây, YG lớn hơn 0 and AG mà nhỏ hơn AG trừ 1. Đấy, nếu so sánh liên tục. Nếu mà AI mà nhỏ hơn cái phần tử bên trái thì đổi chỗ. Mà đổi chỗ trong Python chỉ viết một lệnh thôi, rất là ngắn, là AG phẩy AG trừ 1 bằng a g trừ 1 phẩy a g. Đấy, thao này viết là ngắn hơn cái hắn kia, đúng không? Đấy, 1 2 3 4 5. Vậy là cách 2, cách vẫn là thao tác chèn thôi, nhưng mà
chúng ta chỗ này vấn đề là người ta chỉ viết thế này thôi, nó là đặt g bằng y và kiểm tra liên tục, chừng nào mà a g mà nhỏ hơn a g trừ một thì đổi chỗ, cho đến khi nào mà sang bên trái tận cùng thì dừng lại đấy nhé. Đó thì đó là cái đây là thuật toán chèn nhé, thuật sắp chèn, nó là khá là nó có lịch sử của nó rất là hay, nó có từ chèn. Bây giờ chúng ta sang thuật toán chọn hai là sắp xếp chọn thì như sau. Sắp xếp chọn nhé, chúng ta đợi chuyện có xong này ta mới nghỉ nhé. Sắp xếp chọn này là như sau, là cách làm như sau, là chúng ta là như sau, chúng ta là như vậy, chúng ta như sau là for, ý tưởng là for y bằng 1 to n nhé, n trừ 1 đi, sau đó để tìm tìm cái phần tử nhỏ nhất, chọn phần tử nhất, chọn phần tử nhỏ nhất từ y đến n và đổi chỗ cho y, và đổi chỗ cho ai như vậy là vậy mỗi phần tử ai thì tìm phần tử nhỏ nhất ở bên phải và đổi chỗ cho ai. Đấy, cái bài này là cái bài nó rất đơn giản thôi, đúng không nào? Tôi lấy ví dụ nhé. Đây là 4 này, 2 này, 1 này, 7 này, 5. Đấy, làm thử nhé. Đầu tiên là 4 này. Tìm từ bên trái nhỏ nhất, đổi chỗ cho 4. Đổi chỗ luôn này. Đấy, 1 và 4 đổi chỗ nhau nhé, nó sẽ là 1 2 4 7 5 nhé. Tiếp theo là phần tử thứ hai, là phần tử thứ hai. 2 bên trái không nhỏ nhất, bỏ qua. 1 2 4 7 5 4 bên phải không có ai nhỏ hơn, bỏ qua. 1 2 4 7 5 7 bên phải không có ai cả, không có phần tử nhỏ hơn, chúng ta bỏ qua. Đến phần cuối cùng. À bên phải có đấy, đây chúng ta đổi chỗ đây. Đây. Đổi chỗ nhé. Vậy là sẽ là 1 2 4 5 7 xong. Đấy. Như vậy cái làm này cũng rất là dễ thôi, không có gì nhé. Thì tôi đã cho xếp chọn viết như sau nhé, tôi mô tả luôn bằng chương trình Python, chúng ta sẽ thấy ngay rất đơn giản như sau nhé. Dep này là selection sort a à, được chưa? Đấy. Như vậy cũng như sau nhé. Đây selection sort nhé. Chúng ta viết là n bằng len a này, len a này. Đấy. Sau đó chúng ta cũng gọi là for y in range của đến từ 1 đến từ 0 đến n trừ 1 nhé, đến n trừ 2 đấy, trước đó nhé. Rồi sau chúng ta tìm phần tử nhỏ nhất ở bên phải, ta dùng cái biến là y min để chỉ ra cái vị trí của phần tử nhỏ nhất đó. Đây tôi đặt bằng y nhé. Sau tôi làm như sau, tôi for g đấy, for g in range để tìm ra phần tử nhỏ nhất, range của y cộng 1 n đấy, được chưa? Kiểm tra nếu if mà a g này mà nhỏ hơn a i min đấy, nhỏ hơn a i min, cái phần tử AIG còn nhỏ hơn đúng không? Thì ta đặt là y min bằng g. Đấy. Và cuối cùng chúng ta đổi chỗ. Chỗ này này, chúng ta đổi chỗ. Chỗ này nhé. Đổi chỗ là AI. Đổi chỗ cho AI min. AI min bằng AI min. Như vậy bài này là bài là mỗi y ta chọn ra cái y min, là chọn ra cái phần tử AI min là nhỏ nhất, đổi chỗ cho phần tử AI y min AI. Đấy, thì đây là chỉ là thuật toán sắp xếp chọn, thì cũng dễ dàng chứng minh được nó chính là có độ phức tạp thuật toán là ON bình phương. Đấy, nhưng mà thuật toán sắp xếp chèn là ON bình phương, sắp xếp chọn cũng là ON bình phương, thấy không nào? Đấy.
tất cả toán số xếp giờ học ở đây đều là ôn được bình thường hết nhé. Ở trong cái phần các thuật toán châu bò thì tôi đưa ra một cái thuật toán sắp xếp châu bò cũng là ôn được bình thường. Bây giờ chúng ta sang cái thuật toán thứ ba cuối cùng của hôm nay là sắp xếp nổi bọt, nó gọi là sắp xếp ba là sắp xếp nổi bọt. Nổi bọt nhé, tiếng Anh nó là bubble sort. Cái này là chúng ta cái phân xếp này là nó mô phỏng cái bong bóng nước ấy, nó nổi lên đấy ở trong cái chúng ta thả một cái bong bóng ở phía dưới con cá nó thở thông khí đấy, cái mặt nước nhé. Thì khi giọt không khí này nó sẽ đổi chỗ cho từng cái thằng phía trên này, nó sẽ nổi lên đấy, nó sẽ nổi lên. Như vậy cái ý tưởng của nó gì, ý tưởng của thuật toán này là gì, là đổi chỗ liên tục các phân tử gần nhau, nếu mà đồ viết không đúng thì ta sẽ đổi chỗ, hai phân tử liền nhau mà không đúng thì ta sẽ đổi chỗ. Như vậy là liên tục, ý tưởng là liên tục đổi chỗ hai phân tử cạnh nhau nhé, phải là cạnh nhau liên tục. Nếu chúng sắp xếp không đúng. Không đúng. Đó. Được chưa? Rồi bài này làm như sau, bài này có rất nhiều cách làm khác nhau nhé. Bây giờ tôi sẽ các bạn sẽ tìm hiểu sau bài này như sau này. Bài này chúng ta vẫn cần hai vòng lặp. Vòng lặp đầu là để đếm số lần lặp thôi. Vòng lặp sau là chúng ta vòng lặp là hoặc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, tùy chúng ta lựa chọn. Và cứ hai phân tử liền nhau cạnh nhau, mà nếu không đúng chỗ thì chúng ta đổi chỗ nhau. Nhưng thì có nhiều cách làm, tôi mô tả các bạn cách một trong sách giáo khoa nhé. Cách một của sách giáo khoa là như sau, là chúng ta cùng dùng vòng lọc ở bên ngoài là cũng từ trái sang phải và bên trong cũng từ trái sang phải, và chúng ta sẽ đổi chỗ đấy nhé. Cách làm như sau này, cách một là như sau, chúng ta đặt cái là dép này là bubble sort, có chữ L đấy nhé, đấy, A nhé. Đó. Rồi N bằng len A này, bằng len A này, được chưa? Rồi sau đó là gì, vào lòng ngoài nhất là for này, in range N trừ 1, vòng lọc trong này, vòng lọc trong là for g in range. Đấy. In range. Đấy. In range. Ở đây ta tạo được cái điểm là n đấy nhé. Chúng ta sẽ chỉnh sửa sau nhé. Đây là n trừ một nhé. Chúng ta kiểm tra này, if nếu mà ag mà lớn hơn ag cộng 1. Đấy, nó hai phân tử liền nhau đấy nhé. Thì đổi chỗ. Thì là ta đổi chỗ ag và ag cộng 1 sẽ đổi chỗ cho nhau. Bằng ag cộng 1 và ag. Đó. Được chưa? Đấy. Thật ra cái chỗ này là n, chỗ này n trừ 1, chỗ này là chúng ta có thể, chỗ này chúng ta có thể chỉnh sửa lại, không cần thiết phải là n trừ 1 bước đâu. Chỗ này sửa lại là n trừ đi 1 mà trừ đi y. Đấy, cái này các bạn làm sau, các bạn tìm hiểu sau nhé, cũng đơn giản thôi. Vì cứ sau một vòng lặp như vậy thì cái số lớn nhất nó nổi lên trên rồi, nổi ra bên phải rồi, chúng ta sẽ vòng 2 chúng ta không cần thiết phải đi đến cả n trừ 1 nữa. Và chúng ta sẽ giảm đi một lần. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây này. 4 này, 2 này, 1 này, 5 này, 3 nhé. Đấy. Chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta lấy cái so sánh cái 4 này. 4, 2 này. Sai. Đúng nào? 4, 2 sai, chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ là 2, 4 nhé. So sánh cái này với thằng 1 nhé. 1 này. Sai.
một là sai, lại đổi chỗ, lại đổi chỗ, nó sẽ là 2 là 1, 4 nhé. So sánh 4 với 5, không đổi chỗ, giữ nguyên nhé. Xong bước tiếp theo này, 53 có đổi chỗ không? 53 đổi chỗ không? Đổi chỗ. Đấy, mà ta thu được là 2, 1, 4, 3, 5. Như vậy là sau một vòng lọc đầu tiên thì số 5 đã nổi lên trên rồi, nổi lên trên và ra bên ngoài. Cái thứ hai chúng ta tìm cái phần này thôi là được nhé. Đấy, như vậy là đây là một đây là một vòng lọc thôi. Đấy, mà vòng lọc thứ hai chúng ta sẽ làm tiếp tục. Đấy, cứ như vậy chúng ta làm lọc thứ hai, chúng ta lại đổi chỗ này, 2, 1 này, 4, 3 này, cái thứ 5 ta để nguyên nhé. 2, 1 đổi chỗ không? Có, 1, 2, 4, 3. Rồi, sau tiếp theo là 2, 4 đổi chỗ không? Có, 2, 4 không đổi chỗ, giữ nguyên. 3, đổi chỗ không? Có, đổi chỗ, 1, 2, 3, 4. Vậy 4 nó đổi lên trên rồi nhé, là đứng ở đây. Sau tiếp theo chúng ta làm tiếp 3 cái này. 3 cái này đúng rồi thì ta không phải làm gì nữa. Đó, như vậy chúng ta chỉ làm một là cứ đổi chỗ hai phòng, hai phần tử liên tục ở cạnh nhau là như thế này, và đây cứ như thế này. Đấy, sau đây là đây ta đổi chỗ tiếp, đây không đổi gì thôi nhé, dừng lại. Đấy, như vậy vòng lọc bên ngoài nó là vòng lọc bên ngoài, nó là để đếm thôi, là bên trong là thực sự đổi chỗ này, đổi chỗ này. Đấy, là bên trong này không cần thiết là phải là n trừ một, mà chỉ n trừ một trừ y là đủ. Đấy, nhưng mà chúng ta có ba cái thuật toán nhé, các bạn chú ý nhé. Thì đây tôi muốn cho các bạn xem một chút về cái chương trình mà tôi đã làm sẵn cho các bạn, là cái chương trình mà để mô phỏng sẵn cho các bạn rồi. Nếu các bạn có nhìn thấy màn hình của Scratch không nhỉ? Có thấy không? Có thấy không nhỉ? Dạ không thấy. Dạ có. Có thấy màn hình Scratch không? Dạ có. Có chứ không? Scratch không? Không thấy ạ. Xem lại xem nào. Không thấy thầy ơi. Không thấy đâu ạ, chỉ thấy màn hình thầy đang viết đấy. Để mình thêm để mình share lại nhá. Tức là đợi tôi một chút, tôi share lại cái này. Bạn đã thấy chưa? Dạ thấy rồi. Dạ thấy rồi. Thấy rồi hả? Nhé. Nhưng mà tôi đã dùng cái phần mềm Scratch để tôi mô phỏng cho các bạn cái các thuật toán vừa học ấy. Đấy, thì các bạn sau này các bạn có thể dùng lại cái này, các bạn cho học sinh các bạn xem đi, tôi mở cho bạn xem cái chương trình nhé. Đây. Tôi đã làm sẵn một vài bản ở đây rồi. Ví dụ như này nhé. Đợi một chút, tôi tìm ở chỗ nào đó, tôi tìm lại. Bây giờ hơi bị khó nhỉ. Đây. Hình như là chỗ này. Đây rồi, đây nhé. Ví dụ đây là phương pháp tìm kiếm nghĩa phân này. Tôi cho các bạn xem và thấy là dùng cái phần mềm này tôi rất hay luôn, là dùng mô phỏng rất là hợp lý cho học sinh xem, rất là hợp lý nhé. Lấy ví dụ đây nhé. Đây nhé. Đây này. Chúng ta nhìn rõ không nhỉ? Đó, đây là tìm kiếm nghĩa phân nhé. Bây giờ mà giả sử tôi muốn tìm kiếm nên bấm đây, tôi bật tìm kiếm này. Tôi tìm kiếm giả sử nhé, tôi tìm kiếm cái số là số 31 chẳng hạn nhé. Đấy, 31 nhé. Thì máy sẽ làm như thế nào? 31 đây này, đó. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy là nó làm cứ mỗi lần nó giảm cho một nửa và nó tìm thấy. Thấy không nào? Tôi tập lại cho bạn xem nhé. Mô tả cái tôi sẽ làm chậm lại một chút là được. Đây, đợi tôi một chút, tôi sẽ làm cho nó chậm lại một chút, ra nhìn rõ hơn nhé. Đây này. Đây cái chỗ nào nhỉ? Đợi tôi một chút thôi. Đây. Không hiểu chỗ nào nữa, chỗ này thôi. Đợi tôi một chút. Cái này tôi đã kỳ công tôi làm được cái này. Đây. Không phải, chỗ nào nhỉ? Đây.
Đây nhé. Đây tôi tăng cái này lên 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 lên, lên 3 giây nó sẽ chậm lại nhé. Đây. Đây. Đây nhé. Tôi tự tìm không thấy nhé. Bây giờ tôi tìm cái số đây tôi tìm cái số là 99 đi. Thì nó sẽ không có đúng không? Hay tôi tìm số 85 là không có nhé. Đây này, chia đôi nhé. Sau 3 giây nó sẽ cắt đi một nửa này. Đây, 77 cũng không phải nhé. Đấy, 83 không phải nhé. Xóa nốt này. Đấy, 86 không phải. Và nó sẽ báo là không tìm thấy. Đấy, đây đây là cái chương trình mà là mô phỏng cứng nhị phân trên màn hình. Bây giờ tôi cho các bạn xem một chương trình nữa là mô phỏng ấy nhé. Mô phỏng sắp xếp chèn cách 1 nhé. Cách 1. Đây. Rất là hay luôn nhé. Đây. Start này. Đấy. Bắt đầu sắp xếp nhé. Đây là dãy tôi sinh một dãy ngẫu nhiên đây. Bây giờ chương trình sẽ làm sắp xếp cái 1 là nhấc lên và đẩy cái số bên phải sang và chèn vào vị trí đó nhé. Cho y chạy từ 1 đến cuối cùng và nhấc lên và chèn vào nhé. Và đẩy sang và chèn vào nhé. Đây. Đấy, thấy không nào? Đấy, nó nhấc lên này, nó đẩy sang này và nó chèn vào này. Đấy. Nhấc lên không thấy, nhấc lên này. Đấy, nên đây là mô tả tỉ mỉ cái thao tác là sắp xếp chèn cách 1, nhấc và thử nó lên và chèn vào vị trí đúng này. Đó, nhấc lên đẩy sang, đẩy sang. Đấy. Nhìn rõ không? Cho sinh thấy rất rõ cái cách làm này. Đấy. Thật đúng từng bước một của cái phần mà tôi vừa nói các bạn đó. Đấy. Đấy. Đấy, thấy không rõ nhé. Xong này rồi thì chúng ta nghỉ thôi. Các bạn đợi tôi một chút. Đấy. 56 nữa là xong. Rồi. Bây giờ tôi cho các bạn xem cái cách cái phương án sắp xếp chèn cách 2 này. Đấy, tôi đã mô tả ở đây rồi nhé. Sắp xếp nhé. Là nó không phải nhấc lên mà nó đổ chỗ sang phần thử bên cạnh thôi. Đây. Đấy. Đổ chỗ sang khi nào đúng thì thôi thì nó không đổi nữa nhé. Đây. Thì cách này rất là cũng rất là nhìn cũng rất là dễ hiểu. Cho học sinh nhìn vào là hiểu ngay đấy. Sau đó nó sẽ chuyển sang bên cạnh cho đến khi nào mà đúng thì thôi, vẫn là chèn vào. Nhưng chèn bằng cách là hoán đổi các vị trí sang bên trái. Đấy. Được chưa? Nhưng mà đây là mô tả sắp xếp chèn cách 2 nhé. Bây giờ tôi mô tả các bạn cái sắp xếp chọn này. Sắp xếp chọn nhé. Sắp xếp chọn đâu rồi? Đây, selection đây. Phóng to này. Sắp xếp này. Một phần tử như vậy chúng ta tìm phần tử nhỏ nhất ở bên trái, bên phải xong đổi chỗ. Đây. Đấy, thấy không nào? Cái mũi tên đỏ là chỉ ra phần tử minimum đấy, ta đổi chỗ đấy. Đấy. Được chưa? Mũi tên xanh là mũi tên là chỉ ra cái vòng lọc, mũi tên đỏ là chỉ ra cái phần tử minimum. Còn đây là tiếp theo là mô tả cho các bạn cái thuật toán sắp xếp nổi bọt. Nổi bọt đây. Cách 1. Ôi. Bị lỗi cái gì đó nhỉ? Để thêm một chút nữa bị lỗi đấy. Sọt này. Chưa bấm cái gì đã ấy rồi đấy. Nó đổ liên tục từ chạy lục từ trái sang phải thôi. Và sau mỗi vòng lặp như vậy thì cái phần tử lớn nhất nó sẽ nổi lên nổi ở bên trái. Cái mũi tên xanh là chỉ ra cái vị trí đã được xếp xong rồi. Mũi tên đỏ là mô tả các cái bước lặp nhé. Đấy.
sau mấy vòng lặp thì không còn lặp đến đầu đến cuối mà chỉ lặp đến cái vị trí mà trước mũi tên xanh thôi. Mũi tên xanh là chỉ ra cái vị trí đã sắp xếp xong ở bên phải rồi. Thì đây là sắp xếp nổi bọt nhé. Tôi thấy cái lập trình SCAD này rất là hay đấy, nó giúp chúng ta mô phỏng rất nhiều thứ hay ho nhé. Đấy là xong nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Như vậy là hôm nay là tôi đã vừa nó gần như là gộp lại, nó hơi dài một tí nha, nói xong là cái phần cái chương nói về tìm kiếm và sắp xếp. Thì nhắc lại một chút là tìm kiếm có tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân, và sắp xếp thì có ba cái thuật toán sắp xếp đơn giản nhưng mà là cho dạy cho học sinh trong trình lớp 11. Còn kia cho nhắc lại là còn cái sắp xếp của Python ấy, trong Python thì dễ nó có cái lệnh sort ấy, thì cái sắp xếp của Python thì không phải là sắp xếp như chúng ta vừa học. Họ dùng cái toán là mạnh hơn nhiều, và toán đó cho học ở trong phần sau của trình này nhé. Chúng ta sẽ học sang các thuật toán sắp xếp mà sau này học thuật toán sắp xếp, cho học sang thuật toán sắp xếp mạnh hơn. Hiện nay là cả ba thuật toán sắp xếp của chúng ta đều là gì, đều là ON bình phương hết, không có nào là nhỏ hơn cả. Thì chúng ta sẽ học phần sau, học sang cái thuật toán sắp xếp thấp hơn với cái mạnh hơn, hiệu quả hơn, thì Python nó dùng chính thuật toán đó để nó sắp xếp. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng, rất là tiếc là tôi hôm nay hơi bị lỗi một chút thì. Chúng ta nghỉ nhé. Sau tôi sẽ chỉnh sửa lại cái phần mềm sau. Em chào thầy. Chào thầy, bữa nay thầy dạy nhiều quá nha thầy. Ừ. Có gì không hiểu chúng ta hỏi luôn nhé. Thank you.